kiến chứng và hạnh phúc an tâm cầu mong đời an lành xin ngài vì bi mạng hoan hỷ dạy chúng con về phúc lành cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy không cần vui kẻ thân cần bất trí nhân cũng nhường bằng tôn đức là phúc lành cao thượng trụ sư thiên hộ công đức trường đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghệ nghiệp pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không trốn nào tôi thấy được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha dạ. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Tháp mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ British 2 giờ đến 4 giờ chiều. Giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Dạ con kính tri ân sư rất là nhiều. Dạ nãy giờ con lo quá. Hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay giáo trình trường bộ kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 33 kinh huấn tụng Sanghi Chí Sutta Pháp 10 Chi 10.4 10 Thánh Cư sẽ được thượng tọa Pháp Tăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha, dạ con kính dâng Bích Thánh Sư. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cung chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến.
Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thỉnh tọa minh hạnh đã từ bi. Hoan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo, Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng. Đại Đức Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình trường một kinh Dikha Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch Việt, bài 33 kinh khung tụng Samyitisutta, Pháp 10 chi, 10.4, 10 thánh cư sẽ được Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Ngài có nghe được âm thanh con, Ngài cho xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú lành thai, và con kính dân mít đến Ngài ạ. Anh Nam Mô Bích Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Pháp, kính đảnh lễ chính thịnh văn đệ tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức cư trú rung. Thân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử. Kính thưa quý vị, có 10 pháp được gọi là khó thể nhập, đó là 10 thánh cư. Ariya Vasa chữ thánh cư, chữ Ariya trong trường hợp này chúng ta có thể hiểu được hai nghĩa. Nếu nghĩa danh từ có nghĩa là cái pháp trú của một thánh, nhưng mà cái nghĩa thứ hai có nghĩa là cái pháp trú cao thượng, cao quý, pháp trú cao quý của một vị tỳ kheo. Và pháp này được gọi là mười thánh cư này được gọi là pháp khó thể nhập, bởi vì khó hiểu một cách chu đáo và khó thực hành một cách viên mãn. Ở đây thì bắt đầu kể từ cái pháp chính chi, pháp mười chi thì chúng ta có cái thời có cái chi pháp rất là dài. Nhưng mà để chúng tôi sẽ bàn lại với
thượng tọa đẳng cũng như chư tôn đức. Ở trong trường hợp những cái bài dài như thế đó, để xem coi chư tăng có thể một mình giảng giảng hết được hay không, hay là ở trong ngày đó chúng ta thỉnh thêm một vị để cùng chia sẻ. Cũng như ngày hôm kia, như ngày hôm qua, như ngày hôm qua chúng tôi giảng năm pháp, và thượng tọa Nhất Đăng, thượng tọa Pháp Đăng đã giảng tiếp cho năm pháp. Nhờ như vậy mà chúng tôi hơi khỏe chút xíu, không có bị mệt. Rồi cũng xin chư tăng quan hỷ là vì chúng tôi vừa đi khám bệnh thì bác sĩ khuyên chúng tôi là không nên thức khuya, không nên thức khuya, bởi vì cặp mắt của chúng tôi nó có vấn đề. Chúng tôi thức được là chúng tôi đọc sách nhiều thì làm ảnh hưởng tới con mắt. Bây giờ chúng tôi bị điếc một bên rồi, nếu mà không khéo là bị đuôi nữa thì cuộc đời giảng sư mà bị đuôi bị điếc thì chắc có lẽ là nó trở ngại ghê lắm thưa quý vị. Cho nên dạ xin cảm ơn thượng tọa. Bị khô cái gì không? Bây giờ xin mời Phật tử MC nha. Đọc cho chính kinh. Mời cô Như Quỳnh đọc cho chính kinh rồi sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng giải cho bài học hôm nay. Anh Nam Mô Bổn Thầy dạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trì Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Xin sẵn đông cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, bạch Ngài, để một chút có thời gian con sẽ gọi bi bơ cho Ngài, nói về mắt của Ngài. Nếu có thể thì con sẽ gửi thuốc của con về để Ngài dùng. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ. Dạ, bây giờ thì con thành kính đảnh lễ chư đức và đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, con xin được đọc chánh kinh. Mắt của Ngài nói tự nhiên cái đầu con bị phân tâm quá, con xin sám hối với đạo tràng. Bài học hôm nay 33 kinh phúng tụng Sanghiti Sutta pháp 10 chi 10.4 10 thánh cư. Này các hiền giả, có 10 pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là mười? Năm La Mã, 10 thánh cư. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi,
đầy đủ sáu chi. Một, hậu trì thực hiện bốn y, loại bỏ các giáo điều, đoạn tận các mong cầu, tâm tư không trệ vượt, thân thể khinh nan, tâm thiện giải thoát, tuệ thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn trừ năm chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân, đoạn trừ hôn trầm thụy miên, đoạn trừ trạo hối, đoạn trừ nghi. Này các hiền giả, như vậy là đoạn trừ năm chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo mắt thấy sắc, không có thích ý, không có Phật ý, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác, tai nghe tiếng vân vân, mũi ngửi hương vân vân, lưỡi nếm vị vân vân, thân cảm xúc vân vân, ý nhận thức pháp, không có thích ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Này các hiền giả, ở đây là vị tỷ kheo đầy đủ sáu chi. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo? Một, hộ trì. Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo thành tựu sự hộ trì về niệm. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo một hộ trì. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo có thực hiện bốn y? Này các hiền giả, vị tỷ kheo sau khi suy tư thọ dụng một pháp, sau khi suy tư nhẫn thọ một pháp, sau khi suy tư đoạn trừ một pháp, sau khi suy tư tránh xa một pháp. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo thực hiện bốn y. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo loại bỏ các giáo điều? Này các hiền giả, ở đây tất cả những giáo điều thông thường mà các vị sa môn thông thường chủ trương, vị tỷ kheo đều loại bỏ, phóng xả. Này các hiền giả, như vậy gọi là tỷ kheo loại bỏ các giáo điều. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ các mong cầu về dục vọng, đoạn trừ các mong cầu về hiện hữu, làm cho an tịnh các mong cầu về phạm hạnh. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo đoạn tận các mong cầu. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm tư không trệ vượt? Này các hiền giả, đây vị tỷ kheo đoạn trừ các tâm tư dục vọng, đoạn trừ các tâm tư sân hận, đoạn trừ các tâm tư não hại. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo tâm tư không trệ vượt. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo thân hành được khinh an? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo đoạn trừ lạc, đoạn trừ khổ, diệt trừ các hỷ ưu từ trước, chứng và an trú thiền thứ tư, không lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ kheo thân hành được khinh an. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo tâm giải thoát khỏi tham, tâm giải thoát khỏi sân, tâm giải thoát khỏi si. Này các hiền giả, như vậy vị tỷ kheo tâm thiện giải thoát. Này các hiền giả, thế nào là vị tỷ kheo tuệ thiện giải thoát? Này các hiền giả, ở đây vị tỷ kheo biết rằng tham tâm của ta được trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng sân tâm của ta
đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Vị ấy biết rằng, si tâm của ta đã đoạn trừ, cắt tận gốc rễ, như cây ta la bị chặt, đi đến chỗ không hiện hữu, không có khả năng sanh khởi trong tương lai. Này các hiền giả, như vậy là vị tỷ kheo tuệ thiền giải thoát. Và bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng thân trong đung thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ sư có nghe được âm thanh của con kính dâng mít đến sư ạ. À. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Dạ sa thú lành thai, dạ con kính dâng mít đến sư. Alo, alo quý vị nghe được không? Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Tăng, Thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào quý bà, cô tu nữ, thân chào Phật tử. Thì buổi hôm nay thì mình học về 10 pháp, cái pháp 10 chi. Cái pháp 10 chi này thì 10 cái pháp mà chúng ta gọi là khó thể nhập lúc bát tí vinh nhá tham má vít cha tham má, đó là 10 cái thánh cư ariya hoa xá. Thì quý vị đã nghe thằng tòa Tề Siêu dẫn nhập và nói về 10 cái pháp này là 10 cái đức tính của những vị đắc quả a la hán hay là trên con đường để tầm cầu cái quả gì a la hán, và những cái pháp, những vị mà có an trú cái pháp này đó là để dứt trừ tất cả những cái lậu hoặc có thể chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Vì như vậy nên mình gọi là những cái thánh cư, có nghĩa là cái pháp đó là của pháp của bậc thánh an trú. Như vậy thì cái pháp đầu tiên là gì? Vị tỳ kheo đoạn trừ năm chi phần. Như là trong Tăng Chi Bộ Kinh đó, chúng ta thấy Đức Phật nói về một đống bất thiện, là nói về năm triền cái. Năm triền cái là một đống bất thiện. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với một cái người học A Tỳ Đàm đó, thì chúng ta thấy vi diệu pháp thì chúng ta thấy năm cái triền cái này rất là ràng. Sân độc cái đó, hay là sân độc cái chính là hai tâm sân và bốn cái sở hữu sân phần. Hôn thủy cái đó là năm tâm bất thiện, đó là bốn tâm tham hữu trợ và tâm sân hữu trợ hợp với hôn trầm thủy biên cái. Trợ hối cái là tâm si phóng dật, hoài nghi cái là tâm si hoài nghi, tham dục cái là cái tám tâm tham, nè tám tâm tham ở trong tham phần gồm có tham, tà kiến, ngã mạn, đó là ba cái sở hữu tham phần hợp trong tám tâm tham. Nói như vậy thì chúng ta biết rằng bốn sở hữu bất thiện biến hành đó là si vô tàm vô quý phóng dật đó, nó hợp với 12 tấm bất thiện, nên khi cái tâm bất thiện nào sanh lên đó, nó đều có bốn cái sở hữu bất thiện biến hành là si vô tàm vô quý phóng dật. Chính si là vô minh, vô tàm vô quý là hai cái tâm sở về bất thiện mà chúng ta gọi biến hành đó, thì lúc nào mà chúng ta làm việc xấu đó, thì nó đều có vô tàm vô quý, là không hổ thẹn, không ghê sợ nên mình mới làm việc xấu được. Như vậy nhìn chung vào đó thì vị tỳ kheo đoạn trừ năm chi phần, tức là năm cái triền cái này. Như vậy năm triền cái này mà nếu mà đoạn trừ được đó thì chúng ta là vị a la hán. Tại vì hai tâm tân á, thấy rằng tới bị a la hàm diệt được hai tâm sân. Nhưng mà cái tạo hối cái á, là cái tâm mà phóng dật á, vô minh phóng dật, ái sắc ái dơ sắc ngã mạn được diệt trừ, thì như vậy là nếu mà tạo hối được diệt trừ đó thì phải là vị a la hán mới đoạn trừ được cái tạo hối. Còn cái vị a la hàm thì diệt được hai tâm sân, còn hoài nghi đó thì tu được quần đã diệt được rồi.
Như vậy á, thì cái tham dục á, là tham tà kiến đó, thì bốn sở hữu, bốn cái sở hữu, bốn tâm tham, bốn tâm tham hợp tà thì nó có cái tà kiến. Như vậy á, thì nếu mà tham dục ở trong cái sự ước muốn mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm ý suy nghĩ và liên hệ đến những cái tham dục á, như là sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đoạn trừ được năm cái đoạn trừ được vị tỳ kheo đoạn trừ được năm cái chi phần này thì chúng ta thấy rằng phải là vị A La Hán rồi. Như vậy á, thì nhìn chung vào Đức Phật này nói rằng một cái vị mà tu tập để đoạn trừ năm cái triền cái như là tham dục cái, vì chúng ta biết rằng chúng ta có rất là nhiều những cái tham từ vô lượng kiếp mà chúng ta cũng đang tu tập để đoạn trừ tham, đang tu tập để đoạn trừ tham. Và nếu mà đoạn trừ được tham này đó thì chúng ta phải nỗ lực tu tập mà sân hận, sân hận, hôn thụy, trạo phối và hoài nghi. Như vậy thì một cái vị mà thật lòng để tu tập đó thì năm cái ác pháp bất thiện này đó cần được đoạn trừ, cần được đoạn trừ. Như vậy thì cái pháp này chúng ta có thể gọi là khó thể nhập, vì khó mà đoạn trừ, bởi chúng ta thấy rằng một cái vị thinh văn phải 100.000 đại kiếp để đoạn trừ được cái triền cái này để thành vị A-la-hán nhất minh. Nếu vị A-la-hán tam minh hoặc là A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích như là ngài Sê-đu-tá đó, là phải tu một A tăng kỳ vào 100.000 đại kiếp. Như vậy thì mà để đoạn trừ được những cái triền cái thì quả thật là một cái đoạn đường dài và cái sự tu tập nỗ lực của một vị tỳ khưu mà tu tập nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp như vậy. Nói như vậy thì chúng ta cũng không biết rằng mình đã tu tập bao nhiêu kiếp mà ngay trong hiện tại này được Đức Phật thì nói lên thôi. Ví dụ chúng ta thấy rằng tôn giả Đê-qua-đát-tá đó vẫn có những cái tâm bất thiện như lăng đá đè Phật, chia rẽ tăng, làm thân Phật chảy máu, phá hòa hợp tăng. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng nói rằng tôn giả Đê-qua-đát-tá đã tu một A tăng kỳ rồi, còn thiếu 100.000 này kiếp nữa. Hay là chúng ta thấy vua A-sa-thế đó giết Du Bình Xây Dương hoặc là giam Du Bình Xây Dương rồi kêu người cắt gân chân của sư Du Bình Xây Dương. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng nói rằng vua A-sa-thế đã tu 100.000 đại kiếp rồi, thiếu một A tăng kỳ nữa nó thành Phật độc giác. Như vậy để chúng ta thấy rằng tuy rằng cái đời sống của tôn giả Đê-qua-đát-tá xuất gia lúc bấy giờ cũng đắc được bát thiền ngũ thông, nhưng mà rồi lại bị những cái mồi danh lợi đó làm cho vị này mất phương hướng và hoại thiền, rồi cuối cùng phải rơi vào trong địa ngục. Nói như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái pháp này thật sự là khó thể nhập. Nếu mình thể nhập được rồi đó thì mình phải là vị thánh A-la-hán hoặc là vị thánh A-na-hàm, chứ còn không thường được quý vị. Như vậy thì năm cái pháp này đó thì chúng ta thấy rằng cái tham dục cái đó nó rất là nhiều cái vi tế. Ví dụ mình tu thiền mình chứng được các loại thần thông đó, mà nếu mình ưa thích những cái loại thần thông đó hoặc là mình ưa thích những cái ánh sáng ở trong cái sự tu tập của mình đó, mình gọi là 10 cái đề mục, 10 cái ấn chứng của thiền định đó, đó là 10 cái tùy thiền não của tuệ quán. Nên một cái người mà tu tập để đạt được cái quả vị A La Hán đó thì ở trong thức tịnh gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh đó, cái nghĩa là mình thấy đạo như nó là phi đạo, nó là những cái ấn chứng của thiền định. Mình có thể giao tiếp được chư thiên, hoặc là có thể nghe chư thiên nói, hoặc là mình rất là thông minh, mình cái trí tuệ mình rất là thông minh, nhưng mà cái điều đó nó nếu mà mình dính mắc lại đó thì nó là cái trở ngại cho cái người tu thiền quán. Và cũng thấy rằng những cái hiện tượng đó là chỉ là do cái tâm mình tịnh định nhiều nó sanh lên những cái hiện tướng đó thôi. Và cái hiện tướng đó nó sẽ là một cái mồi nhử để cho tâm mình ưa thích và dính mắc vào đó. Nên tham nó có tham thô và tham tế. Cái tham tế đó thì nó rất là khó mà để thấy được. Nên đó, một cái người thật sự tu thiền quán mà quán tướng vô thường, khổ vô ngã để mà đoạn trừ được năm cái triền cái này, quả thực là một cái sự tu tập kinh nghiệm và giàu cái trí tuệ, giàu cái năng lực tu tập đó, thì mới có thể chứng đắc được. Như vậy thì chúng ta cũng không biết là
rằng mình tu bao nhiêu lâu nên á, cái sự tu tập của chúng ta đó, thì chúng ta cứ nỗ lực hết sức mình tu tập theo giới định tuệ, tu tập theo tam học và kinh luật luận. Mình cứ nỗ lực tu tập như vậy, mình cố gắng vượt qua những cái gì mà có thể có khả năng để mình vượt qua, và mình luôn 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 thức tỉnh để mình có thể thấy được những cái trở ngại này. Chứ quả thật để vượt qua được những cái triền cái này quả thật là không dễ đâu quý vị. Rồi vị tỳ kheo hội đủ 6 chi phần, thì quý vị thấy rằng chúng ta có 6 cái giác quan, đó là có mắt để thấy cảnh sắc, có tai để nghe cảnh thinh, có mũi để ngửi cảnh khí, có miệng để nếm cảnh vị, có thân xúc chạm cảnh xúc, có ý để suy nghĩ cảnh pháp. Như vậy vị tỳ kheo mà thành tựu được cái 6 cái chi phần đó là mình kiểm soát được 6 cái giác quan của mình, mà gọi là vị tỳ kheo thu thúc lục căn ấy. Thu thúc lục căn có nghĩa là mắt với cảnh sắc á, chúng ta niệm thấy, hoặc là chúng ta có thể suy nghĩ như thế này: mắt cảnh sắc, cảnh sắc là ở bên ngoài, thức á, để thấy được cảnh sắc đó do cái cảnh sắc nó xúc chạm, và mắt mình gọi là nhãn xúc, và sanh lên nhãn thọ. Nhãn thọ đó thì nếu mà chúng ta có cái sự tu tập đó thì như là vi diệu pháp hay A Tỳ Đàm trình bày, nhất là sự trưởng có trình bày về cái cách tu tập thiền đó, thì có cho mình niệm là như là sắc tưởng, rồi sắc tầm, rồi sắc tư, sắc tầm, sắc tứ, rồi hỷ thọ, là muốn nói đến khi mà mình tập niệm như vậy đó, để cho mình có cái sự phòng hộ ở mắt. Vì khi mình ngồi mình tu tập đó, mình niệm như vậy giống như là một cái người mà tập đi niệm mắt, niệm cảnh sắc, niệm nhãn thức, biết được cảnh sắc do nhãn, cảnh sắc nhãn xúc, nhãn thọ là cảm thọ từ con mắt. Thì quý vị biết rằng một cái người mà tu tập thì mình tập niệm xuôi cũng được, niệm ngược cũng được. Ví dụ mình mắt cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, sắc tưởng, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ, hỷ thọ, hỷ thọ, sắc tứ, sắc tầm, sắc tư, sắc tưởng, nhãn thọ, nhãn xúc, nhãn thức, cảnh sắc, mắt. Mình tập niệm như vậy đó để làm gì? Để mình có cái chánh niệm trong con mắt của mình. Và cái bài học hôm nay đó nói về vị tỳ kheo hội đủ 6 chi phần đó, để gọi là mình thu thúc lục căn đó, thì tất nhiên là mình phải có tập và sự tu tập, giống một cái người luyện võ để rồi người ta đánh mình có thể đỡ được, mình có thể phòng thân hộ thân được đó. Thì vị tỳ kheo cũng vậy, Đức Phật nói rằng nếu mình có mắt đó, mình niệm mà mình có thể niệm đặt niệm để mình niệm mắt cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ. Mình có thể niệm sắc tưởng, sắc tư, sắc tầm, sắc tứ, hỷ thọ, niệm ngược cái lại hỷ thọ, rồi sắc sắc tứ, sắc tầm, sắc tư, sắc tưởng, rồi nhãn thọ, nhãn xúc, nhãn thức, cảnh sắc, mắt, rồi niệm tai cũng vậy. Khi mình niệm như vậy đó, mình tập niệm như vậy đó là mình tập cho mình có chánh niệm tỉnh giác. Khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thật sự ra thì quý vị thấy cũng như ba hí giá mà Đức Phật ngày nói về tốc trí đó, thì Đức Phật ngày nói cái gì thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe, ngửi chỉ ngửi, nếm chỉ nếm, đụng chỉ đụng. Thì lúc bây giờ quý vị, chúng tôi nói quý vị cũng có rất là nhiều những vị thiền sư đó, một số vị thiền sư mà dạy niệm nhưng mà chỉ nói rằng mắt thấy chỉ là thấy thôi. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết rằng nó không vậy đâu quý vị. Bởi vì một cái người niệm thấy mà nó trở thành lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ đó, thì gọi là lộ mà không có động lực, nó không có na cảnh thì gọi là lộ nhỏ, lộ rất nhỏ. Thì cái lộ này đó nó không có động lực quý vị. Nên khi mình niệm thấy đó, mình niệm thấy mình phân biệt mắt và cảnh sắc, nhận thức đó, thì lúc bây giờ cái tâm thiện hợp trí đó, nó làm việc xác định mắt, cảnh sắc, nhận thức, nhận xúc, nhận thọ. Thì lúc bây giờ chúng ta có cái vô tham, vô sân, vô si ở trong cái tâm thiện hợp trí. Chứ còn nếu mà chúng ta nói rằng mình niệm thấy chỉ là thấy thôi đó, thì có thể là nhiều khi chúng ta không có phân biệt. Và thường thì quý vị biết rằng trí nó phân biệt, nó phân biệt mắt, phân biệt cảnh sắc, phân biệt nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ. Có nghĩa là phân biệt, có nghĩa là nhãn thọ là lãnh nạp được cái cảnh sắc đó do cái duyên xúc mà nó sanh lên thọ. Rồi sắc tưởng là nếu mình thấy cảnh sắc mình nhớ lại, gọi là sắc tưởng. Và sắc tư là cái chủ ý của nghiệp. Bởi vì cái tư á, hôm trước mình học á, tư á, là cái chủ ý của nghiệp và để tạo nghiệp. Sắc tư á, rồi sắc tầm, sắc tứ.
tầm là mình hướng đến cái sắc đó, tứ là quan sát cái sắc đó. Có thể là do mình thấy rồi mình suy tưởng lại một cái sắc nào đó, mình tìm kiếm ở trong tâm mình một cái hình ảnh nào đó, mình quan sát một hình ảnh nào đó thì nó cũng có thể là sắc tầm, sắc tứ. Rồi mình có thể có cảm giác vui thì mình niệm là hỷ thọ, hỷ thọ như vậy. Thì mình tập niệm như thế để mình có cái tâm thiện, hợp ký, để mình biết rằng á, bởi cái lộ mà động lực á, là cái lộ có cái tâm thiện. Còn cái lộ động lực có tâm bất thiện đó, đó là tám tâm tham, hai tâm sân hoặc là hai tâm si. Và chúng ta nói thêm một chút xíu nữa, quý vị thấy rằng khi mà mình tập niệm đó, mình không có phản ứng thượng nghịch khi mình thấy được cái cảnh vừa lòng hay không vừa lòng. Vừa lòng á, là cái gì tham, mình cũng biết được. Nếu không vừa lòng là sân, mình cũng biết được. Mà nếu không biết là si, mình cũng biết được. Vì không biết là si. Nên thường thường quý vị thấy rằng ở đời người ta cũng có mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm, thân xúc chạm. Nhưng mà họ biết bằng tưởng, biết bằng thức, biết bằng kiến, điên đảo. Trong cái vô thường họ cho là thường, trong cái khổ cho là lạc, trong cái vô ngã cho là ngã, trong cái bất tịnh họ cho là tốt đẹp. Nên khi họ thấy, họ không thấy như là một cái người tu tập. Cái người tu tập đó, tập thấy bằng tuệ, cái nghĩa là mắt thấy, niệm thấy, tai nghe, niệm nghe, mũi ngửi, niệm ngửi, miệng nếm. Rồi mình phân biệt không có người là gì. Không có người thấy vì mình có mắt nè. Nếu cái người chết cũng có mắt nhưng mà không có nhãn thức nương, nên cái người chết không thấy được. Rồi cái cảnh sắc vẫn có, dù mình có mù thì cảnh sắc nó vẫn có, mình có mắt thì cảnh sắc nó vẫn có, vì mắt nó luôn luôn lúc nào nó cũng nhìn thấy cảnh sắc. Và cái cảnh sắc đó do ánh sáng, do cái sự chú ý của chúng ta, mình gọi là tác ý thành lộ, tác ý thành lộ nhãn môn, hoặc là tác ý thành động lực, mà động lực thiện. Như vậy tác ý thành lộ, tác ý thành cảnh, mình tác ý thì cảnh sắc. Ví dụ mình tác ý là cảnh sắc, mắt thì nhìn thấy cảnh sắc, và mình tác ý cảnh sắc đó là tác ý thành cảnh. Và tác ý thành lộ là cái lộ đó này là lộ ngũ môn. Nhưng mà khi mình nhớ lại nó thuộc về lộ ý môn. Và cái tâm của mình nó trôi lăn liên tục từ cái lộ ngũ đến lộ ý, nó tiếp theo, nó tiếp theo như vậy. Và chỉ có cái là mình tập phân biệt như vậy đó, vì chúng ta biết rằng trí nó mới phân biệt. Còn cái tưởng là cái tưởng được ví dụ như đứa bé nó gặp đồng tiền thôi. Thức thì nó giống như người nông dân, còn tuệ thì biết sâu sắc. Thì như vậy có ba cái biết ở trong mắt: biết bằng thức, biết bằng tưởng, biết bằng tuệ. Và chúng ta tập đó, phân biệt mắt là cảnh sắc, nhãn thức, do cái cảnh sắc xúc chạm vào nhãn xúc, rồi nó sanh lên nhãn thọ, đó là một cảm giác từ con mắt. Mình tập như vậy đó là mình đã tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật, là có nghĩa là mình phòng hộ chánh niệm tỉnh giác khi mắt thấy sắc. Tai nghe tiếng cũng vậy đó, mình thấy mình niệm lỗ tai, cảnh thinh, nhĩ thức, nhĩ xúc, nhĩ thọ, thinh tưởng, thinh tư, thinh tầm, thinh tứ, nhĩ thọ, hỷ thọ, rồi thinh tứ, thinh tầm, thinh tư, thinh tưởng, nhĩ thọ, nhĩ xúc, nhĩ thức, cảnh thinh, lỗ tai. Có nghĩa là mình tập niệm xuôi, rồi mình tập niệm ngược. Vì mình tập niệm như vậy đó để mình có cái sự chánh niệm ở trong cái của mình khi mà mình ngồi mình tập tu thiền. Mình tập tu thiền. Có nghĩa là chúng tôi hiện giờ chúng tôi ngồi thì cũng tập cái mấy vị sa di nhỏ ở chùa đó, niệm xuôi và niệm ngược như vậy. Cái nghĩa là niệm xuôi rồi niệm ngược để mình tập cho có cái thiện tâm ở trong cái mắt thấy tai nghe. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với mũi cũng vậy, mũi ngửi cảnh khí đó, chúng ta tập là lỗ mũi cảnh khí, tỷ thức, tỷ xúc, tỷ thọ, rồi cái khí tưởng, khí tư, khí tầm, khí tứ, rồi hỷ thọ, hỷ thọ, rồi khí tứ, khí tầm, khí tư, khí tưởng, rồi tỷ thọ, tỷ xúc, tỷ thức, cảnh khí, mũi, tập như vậy. Thì cái cách tập tu như vậy đó để chúng ta có cái chánh niệm. Vì khi mà chúng ta có chánh niệm đó, gọi là vị tỳ kheo đó, đủ sáu chi phần, đó là mình tập thôi. Bây giờ mình chỉ tập thôi quý vị, mình tập mình tu để mình biết được đó, mình có cái sáu cái giác quan này. Và sáu cái giác quan này theo giáo lý thập nhiện duyên đó, từ xúc đó, nó duyên cho thọ, hay là chúng ta gọi là mình có vô minh là mình hành động đó, rồi có thức đi tái sanh vào trong thai bào của người mẹ, rồi thành lục nhập, mà đó là sáu nội xứ tạo thành danh sắc đó, là thân và tâm. Thân chúng ta thì hiện những cái giác quan, cũng như là mắt cảnh sắc, mắt hay tai mũi miệng, và như vậy đó chúng ta thành sáu cái
cái sắc nội nội, và chúng ta có 6 cái ngoại cảnh để chúng ta nhìn vào đó. Như vậy thì chúng ta tập để hiểu biết rằng một cái người mà có cái sự luân hồi đó là có 6 cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại, đó là thọ nó duyên cho ái. Trong giáo lý tập diễn nhân duyên đó là thọ nó duyên cho ái, ái là cái nhân hiện tại, thủ là cái nhân hiện tại, hữu, hành và vô minh là nhân hiện tại, sẽ đưa đến cái sự tái sanh trong tương lai. Chính vì như vậy nên mình tập tu mắt, tai, mũi, miệng, tập niệm niệm xuôi, niệm ngược đó, đó là cách để mình tập cho mình có tỉnh giác. Tỉnh giác mình tập niệm miệng, rồi cái cảnh vị, rồi tỷ thức, thiệt thức, thiệt xúc, thiệt thọ, vị tưởng, vị tư, vị tầm, vị tứ, hỷ thọ, hỷ thọ, vị tứ, vị tầm, vị tư, vị tưởng, thiệt thọ, thiệt thức, thiệt xúc, thiệt thọ, thiệt xúc, thiệt thức, cảnh vị, miệng. Chúng ta tập niệm xuôi và niệm nhiệt ngược như vậy. Như vậy đó, một cái vị tỳ khưu mà Đức Phật gọi là hội đủ 6 chi phần để mình phòng hộ, để mình những cái tham ái từ cái thọ duyên cho ái nó trở thành thủ. Nếu mà những cái gì mà liên quan đến dục đó, chúng ta gọi là dục thủ. Cái gì liên quan đến kiến chúng ta gọi là kiến thủ. Cái gì liên quan đến những cái giới điều mà chúng ta gọi là giới tâm thủ. Và chúng ta thấy ngũ quẩn hay là thấy mắt, thấy tai nghe, mình cho là tôi thấy, tôi nghe đó, thì đó là ngã luận thủ. Và mình thấy có cái từ ngã của mình ở trong ngũ quẩn này nên gọi là cái ngã luận thủ. Rồi cái pháp chí 3 là vị tỳ kheo giữ một pháp, đó là thành tựu cái tâm trụ niệm. Bởi vì nếu chúng ta mà thật sự thì chúng ta có chánh niệm đó là một cái pháp, mà chánh niệm đó là một cái pháp mà thường thì quý vị biết rằng tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả, đó là 19 cái sở hữu tịnh hảo biến hành, và chính cái sở hữu niệm đó đó là chánh niệm. Nhưng mà ở đây thì trong chú giải về bát chánh đạo thì nói rằng khi mà chánh niệm thì nó thấy được cái tướng vô thường, khổ, vô ngã, nó hợp trong cái tâm đạo đó để đắc được đạo đế là sơ đạo, tu được quần, nhị đạo, tư đà hàm, tam đạo, a na hàm, tứ đạo, a la hán đó, thì mới được gọi là cái chánh niệm. Trong lúc đó vị tỳ khưu thành tựu được một pháp. Như vậy vị tỳ kheo mà giữ được một pháp đó là thành tựu với cái tâm trú niệm, đó là lúc nào mình cũng có chánh niệm đối với 6 giác quan, và cái niệm này được viên mãn đó thì chúng ta trở thành một cái vị thánh. Bởi vì khi mình tu tập chánh niệm đó, mình chỉ tu tập thôi, nhưng mà khi bát chánh đạo đồng sanh trong tâm đạo đó, thì bát chi đạo nó đồng sanh đó là muốn nói đến 8 cái tâm sở trong tâm đạo nó đồng sanh một lượt. Như trong cái bộ Bát Tí Xâm Hí Đa Mắt Gá đó, cái bộ mà gọi là Vô Ngã Giải Đạo, cái trình bày đó, lúc bây giờ nó là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí. Mà chánh bộ Vô Ngã Giải Đạo trình bày là chánh tấn lúc bây giờ nâng đỡ cái tâm thôi. Chánh niệm là ghi nhận, chánh định là không tán loạn, chánh trí là thấu rõ, thấu rõ các cái tướng. Chánh là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là 3 cái sở hữu giới phận sanh ở trong cái tâm tâm đạo để đắc được sơ đạo tu đồ quần. Như vậy thì vị tỳ kheo giữ gìn một pháp đó là thành tựu được cái tâm trú niệm. Có nghĩa là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm. Nhưng mà còn tu tập đó thì có lúc mình thất niệm, có lúc mình có niệm. Nhưng mà làm sao để cái sở hữu niệm này nó trở thành thù thắng, trở thành thù diệu. Có nghĩa là lúc nào cũng có niệm hết. Nên quý vị thường biết rằng đối với một vị A-la-hán đó, thì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, miệng nếm đó, nó duyên cho tính niệm tàm quý vô tham vô sân hình xả. Có nghĩa là bởi vì những cái tâm tâm duy tác nó vẫn có những cái tâm sở tịnh hảo nó biến hành, đó là 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, nó có trong tất cả những cái tâm đạo tâm quả, luôn cả cái tâm tố nó vẫn có cái sở hữu tịnh hảo biến hành, nên mình gọi là tính niệm tàm quý vô tham vô sân hành xả, tịnh thân, tịnh không, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, đích thân, đích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm, là 19 sở hữu tịnh hảo này nó sanh nó trong cái tâm duy tác, và vị đó luôn có chánh niệm thì mình gọi là vị A La Hán đã thành tựu, không còn, cái nghĩa là không còn cái sự thất niệm. Còn khi mà mình niệm ý, nghe, ngửi, nếm, đụng đó, mình tập niệm, nhưng mà cái lúc đó thì mình có lúc mình không.
Nhưng mà khi mà chánh niệm được viên mãn, là gọi là một vị gìn giữ một pháp thôi, đó là chánh niệm đó, thì phải nói là vị A-la-hán. Rồi tỳ kheo á, có bốn điểm tựa, đó là bốn cái việc mà vị tỳ khưu cần phải có. Đó là cái sự ứng xử sẽ bốn cách, đó là suy xét thọ dụng. Thọ dụng y phục á, để ngăn ngừa mũi, ngăn ngừa nóng lạnh, ngăn ngừa bụi, ngăn ngừa cái sự xúc chạm của ruồi mũi. Như vậy thì cái vị tỳ khưu mà khi mặc y đó, y nội, y vai trái hay là y trên thân đó, thì vị đó luôn phải chánh niệm mà suy xét để suy xét về cái y phục này đó, nó vật không đáng dùng lắm, nhưng mà đụng vào thân giờ nào đó thì cái thân chúng ta ra mồ hôi đó, cái y nó rất là hôi, nên đó, mình cũng có cách để mình quán tưởng như vậy. Rồi mình thọ dụng y phục đó, không phải để làm đẹp, không phải để chơi đùa, không phải để như là lực sĩ có sức để đánh võ đài, hay là mình để như là người ta làm đẹp, mà thọ dụng y phục này để mục đích là ngăn ngừa khó chịu, sự xúc chạm của ruồi mũi, sự nóng lạnh, sự xúc chạm của bụi bẩn đồ nó đụng vào thân của mình đó. Thường thường quý vị biết rằng cái thân của chúng ta đó, cảnh xúc đó là đất, lửa và gió. Sự nóng và lạnh của gió nó làm cho thân chúng ta nó có cái thân thức thọ khổ. Nên Đức Phật ngài biết được vấn đề này và ngài cho chúng ta thọ dụng y phục. Nhưng mà vị tỳ khưu thọ dụng y phục và chánh niệm tỉnh giác, rồi thọ dụng vật thực ấy, cũng có suy xét rằng vật thực thì chẳng đáng nhầm gớm đâu, khi đụng vào thân này trở thành giờ nào trở thành vật đáng nhầm gớm lắm. Có nghĩa là trong kinh mô tả là mình ăn một cái vật gì đó, mình ói ra hay mình nhả ra thì ai cũng gớm hết. Nên khi vị tỳ khưu quán lấy cái nguyên chất của nó là như vậy. Rồi vị tỳ khưu thọ dụng thuốc cũng vậy, thuốc để ngăn ngừa cái sự bệnh hoạn khốc liệt của những cái cảm thọ mà do mình bệnh hoạn mà nó mang lại những cảm thọ rất là khốc liệt. Thọ dụng cái thuốc này để ngăn ngừa những cái cảm thọ đó thôi. Rồi cốc liêu đó, mình ở đó, mình cũng quán xét, mình vào trong cốc liêu để mình tu tập, mình hành thiền, học kinh để mình suy xét lời của Đức Phật, chứ không phải để đam mê để làm đẹp hay là để che chắn cái thân này cho nó mộc mạc, nó không phải vậy. Như vậy thì đó là một cái cách suy xét để thọ dụng bốn món vật dụng, suy xét để tham nhẫn. Cái vị tỳ khưu đó, mình tham nhẫn là gì? Cái sự đói, chữ đói no đó, cái sự đại tiện tiểu tiện mình cũng phải tham nhận. Nên quý vị cứ nghĩ đi, một cái người mà mình ăn ấy, mà bây giờ mình ở nhà đó, đó nhà vệ sinh, nhưng mà nếu bị tỳ khưu mà đi ngoài đường đó, mà hễ mà đau bụng mà mắc cầu, nó cũng phải tìm cái chỗ để mà đi đi cầu, hoặc là mắc tiểu phải đi tiểu đó, nó cũng là cái sự khổ. Rồi mình phải thức và ngủ, phải tắm rửa cái thân này, đó là những cái khổ căn bản của cái thân này mà vị tỳ khưu đó phải suy xét cái điều tham nhẫn. Có cái thân đây là có cái khổ, có cái thân là có cái khổ, bởi vì cái quả hiện tại đó là thức danh sắc lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Dù là các vị A-la-hán phiền não, nhưng mà cả ngày cũng vẫn có cái cảm thọ của thân, những cái cảm thọ của thân, sự cảm thọ của đói khát, sự cảm thọ của thân nó dơ bẩn đó, nó vẫn có. Và cái điều này nó cũng là điều mà những người nam nữ cư sĩ họ làm phước cho những vị tỳ khưu đó, để những vị tỳ khưu có những cái điều kiện sống để truyền đạo, dạy đạo, dạy cho người ta tu tập. Đó là cái cách mà thường thường thì quý vị thấy ngoại đạo đó, thì họ dùng đủ cách để họ ngăn ngừa cái sự ngủ nghỉ ăn uống. Nhưng mà thật sự đó, thì trong đạo Phật đó, thì chính cái truyền thống của Đức Phật đó, ngài không dạy chúng ta phải giống như ăn chay, phải nằm đất, phải đi chân trần, hoặc là phải ở trong rừng núi. Và Đức Phật này vẫn cho, như là vị tỳ khưu không có ai cúng dường trai tăng thì đi khất thực mà ăn. Rồi thuốc trị bệnh đó, có ai cúng dường thuốc thì mình dùng thuốc trị bệnh. Còn nếu không có người cúng dường thuốc thì mình lấy nước tiểu bò đen với trái amalac làm thuốc. Hoặc là không có ai cúng dường y phục đó, thì mình đi lụm vải để mình may y mình mặc. Không có ai cúng dường chùa chiền thì mình ở dốc cây, ngôi nhà trống, bãi tha ma, mộ địa. Thì điều đó được Đức Phật ngài nói đó, là vị tỳ khưu phải tham nhẫn với những cái gì mà mình không có. Bởi thường thường quý vị biết rằng mình không có, ví dụ ở đời người ta, ở nhà người ta phải có nhà cầu, có nhà vệ sinh, có chỗ toilet, có chỗ nhà tắm. Nhưng mà quý vị biết, cứ nghĩ rằng ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, chỉ tăng cứ đi vô hóa như vậy,
cái thỏa đầu tiên đó là chư tăng đó là rất là khó khăn. Khi mà chúng ta thấy như là cái kỳ viên tịnh xá chỉ là một cái vườn của ông cấp cô độc cúng dường thôi, sau này mới xây cái chùa, hoặc là những cái đức vua Bimbisara cúng dường cái giường trúc đó, chỉ là cái giường trúc không thôi, sau này mới xây dựng cốc liêu cho từ từ. Thì cái gì vật chất đó, nó cũng phải được làm từ từ quý vị. Và chúng ta biết rằng đối với chư tăng xuất gia có lúc đó, xuất gia cả 500 vị, 300 vị, ví dụ chúng ta thấy ba anh em Ca Sa Bá đó, một vị 500 vị, một vị 300 vị, một vị 200 vị. Như vậy là 1000 vị đó nó xuất gia, xuất gia một cái cách không có cách xa nhau. Như vậy thì làm gì có 1000 cái cốc liêu, 1000 cái chỗ toilet hay là chỗ mà điều kiện thuận lợi. Nên vị tỳ khưu dù là vị A La Hán cũng phải khinh nhẫn. Khi mình có những cái nhu cầu mà không có những cái nhu cầu đó, mình cũng phải kham nhẫn, kham nhẫn những cái lời nói mạ lị. Quý vị biết rằng á, Đức Phật Ngài nói đó, khi mà Đức Phật Ngài độ cho người ta đi xuất gia tu thành thánh nhân á, khi mà người đời ta vẫn ta tháng, ta nói vì Sa Môn Gautama đó mà mấy ông đi tu bỏ vợ, bỏ con, rồi con trai ông bà đó thì bị cháu bỏ, cháu ngoại cháu nội bỏ đi xuất gia. Chính cái điều này do Sa Môn Gautama mà có. Thế quý vị thấy khổ không? Nên Đức Phật Ngài mới dạy chư tăng á, dạy chư tăng là nói lại cái nghĩa dẫn đi á, với dẫn đi của bậc thánh, dẫn đi mà dẫn đi giải thoát khỏi tội lỗi. Còn người ta sống ở đời rất nhiều khi người ta không có tu tập đó, thì nhiều khi họ cũng đánh cha đánh mẹ, hoặc là hại cho cha mẹ chết, hại cho ông bà chết để cướp đoạt tài sản. Nhưng mà đối với cái người tu thì họ không làm như vậy. Nên đó, rồi cái người tu là họ phải tu, họ làm cái phận sự là đoạn trừ phiền não, họ phải ở rừng sâu, ở trong những cái hang đá này kia nọ đó tu thiền, hoặc để học kinh luật, nên họ không có thể nào làm nghề nghiệp để nuôi cha mẹ. Và Đức Phật Ngài vẫn nói một điều là vị tỳ khưu có thể đi khất thực nuôi cha nuôi mẹ. Đó là cái điểm mà rất là biệt. Dù vậy nhưng mà Phật giáo vẫn bị người đời họ không thích. Nếu quý vị thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật đó, những người ta cũng ta tháng, người ta nói tại vì Sa Môn Gautama mà mấy bà bị quá chồng, con thiếu cha, cháu ngoại cháu nội thiếu ông nội ông ngoại. Tại vì những vị đó đi tu rồi thì đâu còn ở là đời, đâu còn ở đời, có nghĩa là xuất gia rồi cạo đầu sống trong tu viện, hoặc là sống trong rừng núi như vậy, hoặc là đi tha phương, đi xứ này xứ kia. Nên đó, người đời họ mới ta tháng như vậy. Nên Đức Phật Ngài dạy vị tỳ khưu phải kham nhẫn những cái lời nói mạ lị, những cái lời nói mà chói tai đó. Bởi vì quý vị biết rằng, ví dụ như quý vị thấy Đức Ngài độ cho vợ và chồng, hai vợ chồng Bà La Môn Mắc Anh Ý Giá, nhưng mà cô tiểu thư đó nó cũng quan trái, và sau này cô mướn côn đồ chửi Đức Phật đến 7 ngày như vậy. Quý vị thấy không? Đến nỗi mà tôn giả Ananda chịu không nổi, tôn giả Ananda đi với Đức Phật chịu không nổi, thì Đức Phật nói thì chỉ có kham nhẫn thôi. Chỉ có kham nhẫn, bị Sa Môn kham nhẫn. Bởi vì trong cái bài kinh, ba cái bài giáo giới của Đức Phật, Khanti Paramang Tapo Titikha đó, Nipanang Paramang Quadan Ti Buddha đó, tỳ khưu đó kham nhẫn là cái hạnh tối thượng. Kham nhẫn là cái hạnh tối thượng. Vì có kham nhẫn đó, gọi là cái người tối thượng. Vì cái người mà kham nhẫn là cái người nhiều sức nhất. Người đời ta nghĩ rằng mình phải mập, phải to, phải tập luyện mới gọi là nhiều sức. Nhưng mà Đức Phật này nói, người kham nhẫn là cái người nhiều sức. Chính vì như vậy nên bốn cái bài kệ mà chư Phật giáo giới đó là có cái bài kệ là Khanti Paramang Tapo Titikha đó, Nibbanang Paramang Quadan Ti Buddha đó, có nghĩa là chư Phật thường giảng dạy á, khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không pháp người, sa môn không hại người. Ý nghĩa là Đức Phật này nói rằng những cái lời nói người ta nói mình cũng không có nói lại, mình chỉ nói là những lời nói nào để cho họ suy xét thôi. Chứ không có, mình không có trả treo với họ. Như vậy mình phải kham nhẫn những cái lời nói của họ, dù mình làm đúng đi mình cũng phải kham nhẫn vì những cái lời nói của họ như vậy. Nên đó, vị tỳ khưu phải kham nhẫn, rồi vị tỳ khưu phải suy xét để né tránh. Ví dụ né tránh cái chỗ mà chỗ bò giữ chó giữ, né tránh chỗ đàn bà quá gái lỗi thời, chỗ làng chơi đó, mình phải né tránh mấy chỗ đó. Nếu mình sẽ bị người ta kéo lôi mình đó, mình sẽ khó mà tu tập lắm. Nên Đức Phật Ngài nói rằng vị tỳ khưu phải né tránh những cái chỗ đó, không nên đến chỗ nào voi giữ, chó giữ, bò giữ, trâu giữ, hoặc là mình thấy rằng ở đời có nhiều cái loại mà giữ dằn á,
thì mình đến đó nó có thể đụng bán mình, mình có thể bị thương tích, gãy chân gãy tay, mình sẽ bị này kia nọ, nên nó Phật mình nói rằng bị tỳ khưu phải né tránh. Né tránh cái chỗ nào như là những cái người mà họ họ mà nói trây trét, họ nói những cái điều nói mà mình thấy nó có thể làm cho cái vị tỳ khưu bị hệ lụy đó, nên Đức Phật nói rằng phải né tránh mấy chỗ đó. Vì nếu mà không né tránh nó phải tổn hại đến phạm hạnh của mình. Rồi Đức Phật nói suy xét để khử trừ, suy xét để khử trừ khi mình thọ dụng cái gì đó, mình suy xét, hay là mình suy xét về những cái dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy đó, những cái tư duy này nó không tốt, hoặc là những hiềm hận đó có lợi ích gì khi mà mình nghĩ rằng nó đã hại mình, đang hại mình, sẽ hại mình, nó làm khổ người thân mình, đang làm khổ người thân mình, sẽ làm khổ người thân mình, có lợi gì khi mà nó làm lợi cho kẻ thù, đang làm lợi, sẽ làm lợi kẻ thù, khi mình nghĩ vậy có lợi ích gì đâu. Thì như vậy nên quý vị biết rằng đối với vị tỳ khưu đó, suy xét để khử trừ những cái chướng ngại, khi mình suy xét những cái điều mà nên làm mà không nên làm, suy xét cái điều này nên hành trì và điều này không nên hành trì. Như vậy thì quý vị biết rằng mình phải né tránh, rồi phải suy xét để khử trừ những cái dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, những cái tư duy nào nó không có tốt đẹp đó, mình phải suy xét để mình khử trừ nó. Điều thứ năm á, là vị tỳ khưu loại bỏ những cái tính điều, những cái giáo điều đó, mình gọi là giới cấm thủ đó, những cái tập tục, mà cái tập tục những cái lễ mà nó không phải là cái hạnh của sa môn, mà nó là cái quy định của định đặt của phàm tục. Bởi chúng ta thấy rằng nhiều khi á, mình nhìn vào những người mà họ có những cái hình thức phải có chuông, phải có mỏ, phải có tán, phải có trống nhỏ, trống lớn trong lúc tụng kinh đó, thì người đời họ thích cái đó, nhưng mà Đức Phật ngày cho chúng ta biết cái đó là giới cấm thủ. Nó nó không phải là cái cách để mà tu tập. Vì cái cách tu tập nó không phải là mình phải tán tụng mà phải làm như vậy đó mới gọi là cái người tu. Không phải luôn cả những cái điều mà Đức Phật nói rằng không phải vì mang y mà thanh tịnh. Thí dụ mình mang một y đi, nhưng mà cái tâm mình khen mình chê người đó, nó cũng không phải là cái điều mà vị tỳ khưu làm. Cho đến những cái điều mà mình học rộng hiểu nhiều để mình khen mình chê người đó, thì Đức Phật ngày nói cái điều đó cũng không có lợi ích gì. Nếu mà mình làm như vậy chỉ mình chỉ tăng thượng mạng thôi. Nên Đức Phật ngày nói rằng một vị tỳ khưu đó phải có những cái tính điều mà gọi là nó có là những cái phong tục tập quán, hay là những cái điều mà mình dù Đức Phật dạy nhưng mà mình thọ trì một cái cách sai lầm đó, nó cũng rất là nguy hiểm. Thọ trì sai lầm rất là nguy hiểm. Ví dụ quý vị thấy luôn cả những người tính cư sĩ bây giờ đó, họ cũng có những cái điều rất là kỳ lạ. Ví dụ như họ thấy rằng vị nào mà không có giữ tiền đó, thì họ coi như là vị đó vị thánh. Nó không phải vậy quý vị. Cái giữ tiền nó chỉ là cái phương tiện để mình nuôi chúng, hoặc là phương tiện để đi hoằng pháp thôi, chứ không phải là giữ tiền đó là nó thành thánh nhân. Nếu mà không giữ tiền mà thành thánh nhân á, thì mấy người ăn mày nhiều khi họ không có tiền họ cũng thành thánh nhân rồi, hoặc là những người thân nô lệ không có được thì họ thành thánh nhân rồi. Điều đó nó không phải cái gì, bởi vì quý vị biết rằng cho đến bây giờ những cái điều đó đó, những người cư sĩ đó họ thấy một cái vị nào mà giữ tiền đó, thì họ coi như là vị đó rất là tầm thường, nhưng mà người nào không giữ tiền thì họ coi là người đó rất là phi thường. Nhưng mà thật sự ra nó rất là tầm thường quý vị. Họ giữ tiền với cách không giữ tiền mà họ khách khen mình chê người đó, đó là cái cách mà gọi là không có phù hợp. Chúng tôi đã từng gặp một vị đó không có giữ tiền, một vị đó tuyên bố rằng người nào mà giữ tiền là vô cái trú xứ của vị đó đuổi ra khỏi cái trú xứ đó. Nhưng thật sự ra nếu vị đó tuyên bố như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái vị đó tu với mục đích là không giữ tiền thôi, nhưng mà giữ thẻ tín dụng. Ai cũng dừng chuyển tiền qua tài khoản. Chúng tôi nghe chúng tôi cũng rất là thức cười. Và chúng tôi cũng thường nói Phật tử đó, cái giới giữ tiền nó có ba chi. Ví dụ như thân, khẩu và ý. Nếu mình biết mình có tiền đó, nó là ý, mình có ý. Nếu mình kêu người ta mua đó là khẩu. Còn vị tỳ khưu kia thì có thân khẩu ý, là vì đó có thân cầm tiền, có khẩu muốn gì xài, hoặc là có nhiều khi chỉ có thân và ý thôi. Ví dụ muốn mua gì mình đưa tiền mình mua. Nhưng mà cái người kia đó nhiều khi muốn mua gì thì họ nói mua cho sư cái đó, có tiền đó lấy ra mua. Như vậy thì họ cũng là người
giới bất tịnh chứ không phải là giới trong sạch. Nhưng mà nếu mà họ nghĩ rằng những cái giới điều đó đó nó đem tới giác ngộ giải thoát là họ không phạm giới, điều đó không đúng đâu quý vị. Chúng tôi nói thật với quý vị, bởi vì khi mình xét về cái di pháp ấy, cái giới giữ tiền nó có ba chi: thân, khẩu và ý. Nếu người đó vẫn biết mình giữ tiền ấy, hay là có thẻ có tiền không thẻ thì đều là người giữ tiền hết. Chỉ có khi nào mà cái người đó thật sự là không có tiền là không có tiền, bây giờ muốn mua cái gì nó cũng không có hết. Còn cái vị này còn muốn mua được, muốn xây chùa, muốn xây cốc, xây am thất, muốn mua cái này cái kia xài sang. Thậm chí chúng tôi nó thật sự nhiều khi chúng tôi thấy mấy vị mà không giữ tiền còn sang hơn là chúng tôi nữa. Chúng tôi nói thật với quý vị đó, nhiều khi quý vị thấy những người đó còn xài sang hơn nữa, ăn sang, đi xe sang hơn nữa. Chúng tôi cũng nghĩ mấy vị này thật sự là nếu mà người Phật tử nào mà cũng hiểu như kiểu này đó thì Phật pháp sẽ có vấn đề, Phật pháp sẽ có vấn đề. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, đối với một cái giáo điều mà những cái đó là những cái tập tục và những cái điều đó là những cái điều trói buộc á, thì vị Sa môn á, vị Bà La Môn á, cái phàm tục đó, cái quy định phàm tục đó nó không có phải là cái quy định của bậc thánh. Cái quy định của bậc thánh rất là rõ ràng. Bởi vì quý vị biết rằng á, luôn cả một cái vị mà tỳ khưu có thần thông, quý vị biết không, trong luật mà sử dụng thần thông phải bỏ xứ đi luôn. Thay vì mình sử dụng thần thông rồi đó thì ai á, họ cũng nhìn mình đó, ồ sư nó có thần thông, đi kiếm mình cúng dường. Nên khi mà vị nào mình sử dụng thông rồi là phải bỏ xứ đi luôn, bỏ cái xứ đó đi khác chứ không được ở đó nữa quý vị. Còn những cái vị mà tu cái hạnh đầu đà đó, họ thiếu dục cái hạnh đầu đà, quý vị nghe trong kinh mô tả là quý vị thấy rất là nể. Vị tỳ khưu đó, hai vị tỳ khưu bạn, thì cái vị tỳ khưu bạn hai anh em cái vị tỳ khưu em á, đưa cái hiến bí cho vị tỳ khưu anh, vị tỳ khưu anh á, từ chối. Thì cái vị tỳ khưu em nói rằng, ủa sư huynh ăn ngại bữa hả? Thì cái vị tỳ khưu kia cầm cái mía xước, xước cũng ăn bình thường, cũng nhai nước mía bình thường, để cho cái vị em không biết là mình hành ăn một ngày một bữa, không biết. Trong Thanh Tịnh Đạo có kể hai một cái câu chuyện nữa, vị tỳ khưu kia cũng là hai huynh đệ, vị này ngồi thấy vị kia nằm gần nhau đó, thấy vị kia ngồi hoài. Cái sáng ngày mai đó, không có, lúc bây giờ vị đó mới nói rằng, ủa sư huynh hành cái hạnh đầu đà ngồi không nằm này. Thì cái vị đó nằm xuống cái gì, vị đó nằm xuống. Ngày hôm sau không có ai đó, vị đó nguyện hành cái hạnh ngồi không nằm, nhưng mà có ai biết đó, mình nằm xuống liền, không có để người ta biết. Nên gọi là cái vị mà đầu đà đó tiết chế trong cái hạnh đầu đà, tiết chế cái lòng tham mình trong hạnh đầu đà. Vì người ta biết, người ta sẽ nói, người này nói truyền người kia. Nên khi cái vị này nói, ồ sư huynh hành cái hạnh không ngồi mà vị này nằm xuống liền, hay là vị này không có ăn, ăn chỉ một lần thôi, nhưng mà khi vị đó nói về vị này cũng gặp cái mía xước, vị này cũng bình thường giống như vị tỳ khưu kia thôi, không có biết. Bây giờ thì nó không có như vậy quý vị. Thành ra cái vị mà hành như vậy không bao giờ là bị A-la-hán được quý vị. Không bao giờ có những cái tập tục mà nó sát trái với cái giáo hội á, quy định những cái điều mà nó nghĩa là nó giống như giới cấm thủ vậy. Rồi điều thứ sáu là bị tỳ khưu đoạn trừ cái tham cầu, tức là dứt lòng tham muốn dục lạc, dứt cái sự ước muốn sanh hữu về sau. Bởi thường thường quý vị biết rằng một cái vị mà tu tập đó, mình muốn để mình sanh làm thiên chủ đế thích hay là trời phạm thiên hay là chúa thoát tự tại này kia nọ đó, thì Đức Phật ngài nói rằng cái đó nó cũng là một cái sanh hữu, đó cũng là tham, với một cái tham mà là tham hữu, mình gọi là hữu đó, trong dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Dục hữu là mình muốn sở dục mình làm cái gì đó, sắc hữu cõi sắc, vô sắc hữu mình sanh được cõi vô sắc, thì những cái điều đó nó đều là do ái, do thủ nó đưa đến sanh hữu thôi. Đức Phật ngài nói rằng cái vị cái điều thứ sáu là không có tham cầu trong cái sanh hữu, trong không có tham muốn trong cái dục lạc ở kiếp sau. Bởi thường thường quý vị biết rằng đối với một cái người thực hành phạm hạnh đó, thì những cái vị đó đó khi mà có cái tâm mà tham cầu ưa thích những sự tái sanh đó, thì mình sẽ còn tái sanh nữa. Nên cái vị đó chỉ có mục đích là các cái sanh hữu đều là khổ hết, dù là giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Nên quý vị thấy vua chúa giàu họ cũng phải đại tiện tiểu tiện thôi, họ cũng ngủ thức tắm rửa thôi. Dù là họ là vua chúa thì họ có cái sự sang trọng trong lượng ăn uống ngủ nghỉ, có người hầu cận, nhưng mà thật sự ra ăn rồi cũng phải đại tiện, uống cũng phải tiểu tiện thôi. Rồi cũng có phải có ngủ, phải có thức,
rồi cũng có bệnh hoạn. Ví dụ mà thường thường quý vị thấy ở đời nó khổ lắm quý vị. Ví dụ mình nghèo đói thì mình đi làm thì mình không có sợ bệnh đường hay béo phì, nhưng mà khi mà mình có ăn có để chút xíu rồi đó, nhiều khi mình ăn uống nhiều rồi mình lười biếng hoạt động, cái việc chuyện gì cũng kêu người ta làm đó, để cuối cùng mình không hoạt động để mình bị tiểu đường hay bị béo phì, bị mỡ trong máu, nó nhiều thứ lắm quý vị. Nên bình thường mình giữ cái thân mình mà vô bệnh nó cũng cực kỳ khó. Nên Đức Phật nói rằng cái kiếp nào khi có thân nó cũng bao nhiêu cái hệ lụy của thân, nó bao nhiêu cái sự khổ của thân. Nên Đức Phật nói rằng hãy từ bỏ những cái sanh hữu là như vậy. Dù những cái sanh hữu nào, mình làm người hay làm vua nó cũng khổ. Hoặc là làm vua chúa nó cũng khổ, mà làm người nó cũng khổ, giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Như vậy thì một cái mục đích là chấm dứt những cái sanh hữu, những cái tham cầu sanh hữu trong tương lai, những cái dục lạc ước muốn, cái dục lạc gì ràng buộc cái sự sanh tử luân hồi. Điều thứ bảy là vị tỳ kheo không có tư duy khuấy động, đó là không có tưởng bị chi phối dục mà tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Bởi thường thường quý vị biết rằng mình bị khuấy động là do cái sự suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì cái sự suy nghĩ của chúng ta đó, có nhiều khi chúng ta quý vị thấy cũng như là cái vị sa di ông sư cháu với ông sư cậu á, ông sư cháu ông đi trai tăng được người ta cúng dường sắp y, đem đi cúng dường sư cậu, cái sư cậu không có nhận, sư cậu cũng là hòa thượng tế độ luôn. Thì cái người sư cháu vừa quạt vừa suy nghĩ, mình cúng dường sư cậu mà sư cậu không nhận, chắc là mình không có duyên để tu hành, thôi thì mình bán sắp giải này rồi mua dê, rồi mua gà đồ nuôi, rồi mua dê nuôi, rồi sau này bán dê bán gà đó mình có vợ, có vợ rồi có con, rồi ẵm con của mình với vợ của mình, dẫn vợ mình đi tới thăm sư cậu. Rồi trên đường cái người vợ để cho đứa con nó té, mình giận quá nó mới quánh người vợ. Nhưng mà lúc bây giờ đang quạt mà cái tư duy suy nghĩ như vậy nên đánh vô đầu sư cậu, và sư cậu là vị a la hán. Nên vì sư cậu thấy được cái tư tưởng của sư cháu đó, suy nghĩ từ cái sắp y đó mà đến chỉ cúng dường rồi không nhận, rồi suy nghĩ bán sắp y rồi mua gà mua dê, rồi gà dê bán, rồi có vợ có con, rồi đi đến thăm sư cậu. Quý vị thấy cái tư duy đó của cái vị sư cháu, cuối cùng đó là khi mà vị sư cháu quýnh lên đầu sư cậu thì sư cậu mới nói sao không quýnh vợ ông mà quýnh đầu tôi vậy. Thì ông sư cháu biết là sư cậu biết hết cái tư tưởng mình nghĩ nãy giờ rồi mới quảng kinh bỏ chạy. Thì các vị sa di á mới đi bắt cái vị đó tới gặp Đức Phật. Đức Phật ngày mới giảng về cái tâm của chúng ta. Và thật sự cái tâm của chúng ta đó nó luôn luôn nó đi tìm cầu. Nên trong cái bài kinh Gò Mối có nói rằng ban đêm phun khói ban ngày chiếu sáng. Có nghĩa là chúng ta suy nghĩ về cái chuyện ban đêm, rồi ban ngày chúng ta đi tầm cầu những cái việc đó, chúng ta đi làm những việc đó. Nên những cái tư duy về dục tư duy, hận tư duy, hệ tư duy đó là những cái tư duy nó khuấy động cái tâm vị tỳ khưu. Nên vị đó phải đình chỉ những cái tư duy, giống như là Đức Phật ngày dạy trong cái bài kinh Sông Tầm đó. Là lúc mà ngày còn là Bồ Tát đó, ngày suy nghĩ những cái tư duy mà nó ảnh hưởng đến đời sống phạm hạnh đó, là phải loại bỏ nó. Chia làm ba loại tư duy là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Và những cái chánh tư duy đó là ly dục tư duy, vô hận và bất hại tư duy đó cần phải phát triển. Đó là chúng ta biết rằng mình muốn muốn diệt trừ cái sân tư duy hay cái hại tư duy đó là chúng ta tâm từ tâm bi. Rồi chúng ta bỏ cái dục tư duy là chúng ta phải tu cái sự bất tình. Chúng ta phải tu tập như vậy đó thì chúng ta mới có thể bỏ được những cái tư duy này. Chứ còn những cái tư duy này rất là khó bỏ cái gì, nó rất là khó bỏ. Vì nó đã theo chúng ta vô lượng kiếp luân hồi rồi, rất lâu trong cái sự luân hồi. Nên những cái tư duy này đó là nó là cái tư duy, nó khuấy động cái tâm của vị tỳ kheo. Pháp thứ 8 là vị tỳ kheo thân hành khinh an. Tức là vị đó, có nghĩa là trong cái bài kinh Đoạn Giảm mà hiện tại lạc trú đó, đã nói một vị tỳ khưu mà chứng được các cái thiền đó, như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, một trạng thái xả lạc, xả khổ, diệt khỉ u, xả niệm thanh tịnh đó, đó là cái vị tỳ khưu đó có cái thân khinh an. Bởi thường thường quý vị biết rằng một cái vị mà chứng được thiền như vậy nó dễ chứng đắc đạo quả lắm. Bởi vậy mới nói rằng tâm tứ đạo ngũ thiền, hoặc là tâm sơ đạo ngũ thiền, tâm sơ quả ngũ thiền, tâm nhị quả ngũ thiền, tâm nhị đạo ngũ thiền, tâm nhị đạo nhị quả ngũ thiền, tam đạo ngũ thiền hoặc là tam quả ngũ thiền, tứ đạo ngũ thiền hoặc là tứ quả ngũ thiền. Thì những cái vị mà chứng được tứ thiền rồi đó
thì khi mà vị đó xả ra, vị đó có thể quán chi thiền. Quán chi thiền ở trong cái bài kinh Bát Thành mà Đức Phật ngày giảng cho vị Bà La Môn đó, thì ngài có nói về những con đường giác ngộ. Thì trong đó vị tỳ khưu đệ tử Đức Phật khác với ngoại đạo là chứng được các cái loại thiền này, nhưng mà vị đó quán đây là pháp hữu vi do suy tư đạt thành, có nghĩa là dựa vào những cái đề mục mình tu tập mà đạt cái thiền định này. Và những cái thiền định này nó vẫn bị hoại, nó vẫn có vị ngọt là những cái thiền chi nó phát sanh lên, nhưng mà nó vẫn bị nguy hiểm, đó là nó bị hoại thiền. Vì mình chứng thiền được thì mình cũng bị hoại thiền được. Chứng thiền là do mình tu tập nó đạt được cái trạng thái đó, nó chứng thiền. Nhưng mà nếu không có những cái trạng thái đó, lúc trước mình đâu có chứng thiền thì mình gọi là không có thiền, bây giờ có thiền. Nên vị đó tự suy xét đây là pháp hữu vi do suy tư đạt thành, là phàm những cái gì hữu vi do suy tư đạt thành đều là vô thường, khổ, vô ngã. Nó cái pháp là do suy tư đạt thành là như vậy. Như vậy thì cái điều thứ 8 của vị tỳ khưu đó là thân được kinh an, vị đó có thể chứng được các loại thiền. Bởi thường thường quý vị biết là A-la-hán nhất minh đó, là vị đó tu thiền quán thôi, đắc A-la-hán lậu tận minh thôi. Vị A-la-hán tam minh đó, là trong tam tạng gọi là vị đó trì lực, luật phần nữa đó, thì đắc A-la-hán với tam minh là lậu tận minh, rồi túc mạng minh và cái sanh tử minh. Rồi A-la-hán lục thông đó, là có thiền đó, mới thành A-la-hán lục thông được. Có nghĩa là vị này phải đắc ngũ thiền có tâm thông, và vị này đắc được đạo quả đó thì gọi là A-la-hán lục thông. Có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông và lậu tận thông. Thì quý vị biết rằng Tôn giả Mốc Đa La Ná đó là có lục thông, có lục thông. Như vậy là A-la-hán lục thông đó là vị đó phải có cái sự chứng đắc được các cái thiền định. Và sau cái thiền định đó, vị đó chứng đắc được thiền tuệ. Nên gọi là câu phần giải thoát ấy. Như hôm trước mình học câu phần giải thoát ấy, đó là vị đó chứng cái tâm giải thoát rồi chứng cái tuệ giải thoát, nên gọi là câu phần giải thoát. Như vậy là vị đó vừa chứng được cái ngũ thông và vừa chứng được cái lậu tận thông nữa, nên gọi là A-la-hán lục thông đó. Lậu tận thông là cái lậu hoặc hết do cái tuệ quán, còn năm cái loại tận thông kia là do cái năng lực định mà nó có thần thông, chúng ta gọi là A-la-hán lục thông. Thì thường thường quý vị biết rằng những cái vị mà có cái trạng thái đặc thù đó là vị đó phải thông thạo, mà chúng ta gọi là tuệ phân tích đó. Như là ngài Bục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất là A-la-hán tuệ phân tích đó. Thì các vị đó ngoài cái lục thông còn hiểu được pháp vô ngại, nghĩa vô ngại và ngữ vô ngại, biện tài vô ngại nữa, nên gọi là A-la-hán tuệ phân tích. Như vậy thì thường thường Đức Phật nói rằng một vị tỳ khưu đó mà tu tập được những cái điều này đó, đó là cái thân hành khinh an, và khi mà chứng đạt đến những cái thiền này đó, thì là vị đó có thể chứng đắc được cái sự cao hơn, mình gọi là diệt thọ tưởng định. Diệt thọ tưởng định có nghĩa là trụ thiền đó, vị A-na-hàm hoặc là thiền phi vi tưởng xứ nền tảng đắc quả A-la-hàm hoặc A-la-hán mới nhập thiền diệt thọ tưởng định được. Như vậy thì những vị này có khả để xiển dương những cái gì mà Đức Phật ngài đã thành đạt và ngài đã truyền dạy, và vị này đã trải qua những cái trải nghiệm mà thành tựu được những cái sự chứng ngộ. Đó là cái trạng thái của những cái vị có đặc biệt như vậy. Điều thứ 9 là vị tỳ khưu có khéo giải thoát, tâm khéo giải thoát, tức là tâm đã giải thoát khỏi tham, giải thoát khỏi sân và giải thoát khỏi si. Nếu mà chúng ta gọi là giải thoát đó, là vị này do cái tâm đạo đoạn trừ phiền não, mà chúng ta gọi là tâm đạo đó đoạn trừ do cái sự đoạn trừ vĩnh viễn những cái kiết sử lậu hoặc. Tâm quả là khinh an đoạn trừ, niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ, và cái tuệ phản kháng phiền não đã đoạn trừ, phiền não còn dư sót. Nếu mà đạo quả tu đồ quần, đạo quả tư đà hàm, đạo quả an hàm và đạo quả A-la-hán, thì vị này biết rằng các cái phiền đoạn trừ không dư sót. Đó là 19 cái tuệ giải thoát mà của vị tu đồ quần, tư đà hàm, an hàm, A-la-hán, đạo quả, gọi là chính cái sự giải thoát đó. Đó là bốn đạo bốn quả và niết bàn. Như vậy thì cái vị theo mà khéo giải thoát đó, tức là tâm đã giải thoát khỏi tham, đó là 8 tâm tham, giải thoát khỏi sân là 2 tâm sân, giải thoát si là 2 tâm si, si hoài nghi và si phóng dật. Theo như vậy thì 12 tâm bất thiện đã được đoạn trừ, phiền não đã được đoạn trừ, rồi phiền não không còn dư sót, vì đó là vị A-la-hán. Cái phiền não niết bàn, còn cái ngũ quẩn sau này vị đã tắt thở thì ngũ quẩn niết bàn, và sau này xá lợi thì xá lợi không còn nữa, gọi là xá lợi niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng vị tỳ kheo tâm khéo giải thoát, đó là giải thoát ra tất cả khỏi tham, tất cả khỏi sân, tất cả khỏi si.
Như vậy á, thì chúng ta biết rằng vị đó gọi là vị A-la-hán, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không có còn đời sống nào khác, việc nên làm đã làm. Rồi điều thứ 10 là tỳ kheo khéo tuệ giải thoát. Có thể là chúng ta hiểu tâm giải thoát đó là những cái thiền chứng, hoặc là tuệ giải thoát là cái tuệ quán, rồi chúng ta gọi là sáu cái loại thắng trí đặc biệt đó, hay là chúng ta hiểu cái khéo tâm khéo giải thoát là giải thoát khỏi những cái bất thiện. Còn vị tuệ khéo giải thoát là chúng ta có cái trí tuệ để thấy rõ, với cái trí tuệ biết rõ nơi ta tham đã được tận đứng gốc rễ, không có sinh khởi trong tương lai, biết rõ nơi ta sân đã được đoạn tận không, được đứng tận gốc rễ, không có sinh khởi trong tương lai. Bởi vì thường thường quý vị biết rằng ở trong cái bộ Patthisamvita Mất Gán có nói rằng tâm giải thoát và tuệ giải thoát á, thì có trình bày hai phần. Tâm giải thoát đó là nói rằng tâm giải thoát ra khỏi những cái triền cãi, ví dụ ra khỏi tham dục cái, ra khỏi sân độc cái, ra khỏi hôn thủy cái, ra khỏi hoài nghi cái, ra khỏi tham dục cái. Thì khi mà vị đó với cái tâm giải thoát như vậy đó được gọi là tâm giải thoát. Còn tuệ giải thoát là muốn nói đến cái sự đoạn trừ tất cả những cái kiết sử này bằng cách đoạn trừ luôn. Bởi vì chúng ta có năm cái loại thành đạt đó. Đó là thành đạt cái thiện bằng trừ cái tâm bất thiện, có tâm thiện. Điều thứ hai đó, đè được bất thiện bằng cái thiền định. Đó là chứng các thiền định, đè được năm thiền cái, đó là đén. Cái thứ ba là cái tâm đạo đoạn trừ. Cái thứ tư là tâm quả, kinh an đoạn trừ. Cái thứ năm là thanh tịnh đoạn trừ, là niết bàn. Khi mà chúng ta chứng ngộ niết bàn đó thì gọi là phiền não đã được thanh tịnh, do cái sự chứng ngộ niết bàn cái phiền não nó không có nữa. Như vậy thì chúng ta có thể hiểu cái vị mà tỳ kheo có cái tâm giải thoát, khéo giải thoát, tuệ giải thoát là khéo giải thoát, thì chúng ta có thể hiểu theo cái bộ Patthisamvita có nghĩa là trình bày với hai vấn đề là tâm giải thoát chia ra làm hai, là tâm giải thoát bằng giải thoát đoạn trừ đó, chứ không phải là đoạn giảm, chứ không phải là hiện tại lạc trú. Thì chúng ta biết rằng cái hiện tại lạc trú là mình chứng đức thiền, còn đoạn giảm đó là mình đã trừ diệt được nghĩa đó, mình giảm được các cái kiết sử. Thì cũng như vậy, vì những cái từ ngữ đó thì có trình bày về cái phương diện, tức là tâm giải thoát chia làm hai là chỉ giải thoát thiền thôi, còn cái tâm giải thoát nữa cũng có trình bày là trình bày bằng cái sự giải thoát tuệ, mà có người đó chứng thiền trước rồi chứng đắc đạo quả sau, nên cũng gọi là tâm giải thoát mà cái vị đó chứng thiền trước rồi chứng đắc đạo quả luôn. Rồi cái tuệ giải thoát đó, thì có trình bày về cái tuệ quán để vị đắc được tu được quần tứ đà hàm a na hàm a la hán, vậy thì chúng ta gọi là tuệ giải thoát. Trong bộ Patthisamvita Mất Gán cũng có trình bày về cái tuệ giải thoát là như vậy. Như vậy thì nếu mà mình trình bày vị Đức Phật đó, ngày trình bày để biết rằng vị đó là a la hán nhất minh, hoặc là a la hán tam minh, a la hán độc thông, a la hán tuệ phân tích, a la hán chánh đẳng giác, a la hán độc giác, a la hán tinh văn giác, thì tùy theo cái chỗ mà Đức Phật ngày trình bày về cái từ ngữ để nêu rõ lên cái sự thành đạt của các cái vị đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái tuệ giải thoát đó là cái sự giải thoát biết rõ, với cái trí biết rõ tham đã được đoạn tận. Đoạn tận nghĩa là không có dư tàn. Được ví dụ như là một cái hạt giống được đốt rồi được rây trong gió gì đó, mà đã đốt tán thành bột mà rây trong gió thì không có thể nào cái hạt giống nó có thể mọc lại nữa. Thì Đức Phật nói rằng tham đã được đoạn tận giống như vậy đó, thì nó không có dư tàn. Còn khi mà nói rằng có dư tàn á, thì mình muốn nói đến đó là mình chỉ đoạn trừ tham dục cái bằng cái chi định thôi. Chỉ đè nén cái triền cái này giống như tảng đá mà đè cỏ nó tạm thời như vậy thôi. Nhưng mà khi cái tảng đá nó không có đó thì cỏ nó sẽ lên trở lại. Mình nói rằng cái thiền định nó cũng giống như vậy. Cái thiền định nó đè được cái triền cái tham dục cái. Do cái chi định đó, thì nếu mình lúc nào mà định nó không còn đó thì cái phiền não tham dục nó sanh khởi lại nữa. Nên mới nói rằng những vị trời phạm thiên đó, những vị trời phạm thiên sắc giới hay vô sắc giới đó chưa có đoạn trừ được như vậy đó, chưa có đoạn trừ được tham hoàn toàn. Còn đối với đệ tử của Đức Phật đó là những vị mà đoạn trừ tham hoàn toàn, dù vị đó sanh vào cõi dục như là cõi tứ đại thiên vương, hay đau lợi như là
Đức Vua Bình Bích Sa-ra sanh làm Quá Sát Phá, chữ thiên Quá Sát Phá đó, hay là Bà Quy Sát Kha, hay là ông Cốc Cô Đồng sanh về cõi trời đó, thì những vị này tuy rằng sanh cõi thấp nhưng mà vị này đoạn trừ các cái kiết sử đó, đoạn trừ bằng cách không có dư tàn, đó là bốn tâm tham, một tà và tâm si hoài nghi. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng cái sự trình bày của Đức Phật là cái tuệ khéo giải thoát đó, là muốn nói đến cái sự chứng đắc được các cái đạo quả mà cái tham được đứng từng phần, như là tham tà kiến, tham hợp tà và tham ly tà, có thể là tham ở trong ngã mạng hoặc là tham, thì tùy theo cái vị này có thể đứng tận gốc được cái gì, nó không có sanh khởi trong tương lai thì chúng ta biết rõ là như vậy. Thì ở đây Đức Phật nói là vị tỳ kheo cái tuệ giải thoát là khéo bứng tận gốc rễ, không có sanh khởi nữa trong tương lai, có nghĩa là vì nó không bao giờ còn, dù là tái sanh có 7 lần nhưng mà những cái điều tham tà kiến thì không có trong tương lai nữa, có nghĩa là vị đó còn luân hồi 7 lần với vị thánh Tu Đà Quần nhưng mà không còn những cái tham tà kiến hay hoài nghi. Như vậy thì đó là 10 cái đức tính đặc biệt của bậc thánh. Hôm nay thì con xin trình bày cũng hơi dài lý xíu, vì cái bài này có 10 cái chi phần, 10 cái chi phần này nó có nhiều góc cạnh để mà trình bày. Và tới đây con xin chấm dứt để cho tương đối giặc đặng coi cần phải mở rộng thêm điều gì ở trong cái bài học hôm nay mà con chưa có triển khai được, thì sẽ là những câu thảo luận của thượng tọa. Bây giờ con xin kính đảnh lễ quý ngài, xin dâng phước đến quý chư tôn đức tăng, chia phước đến quý vị, như là chia phước đến cho đệ tử của con, và xin chia phước đến thân bằng quyến thuộc đã quá giảng và chư thiên hộ trì dẫn pháp. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giặc đặng điều cái phần thảo luận. Sa thú cái trên thủy tổ pháp đăng, không biết là thủy tổ thầy siêu, chắc thủy tổ siêu thủy tổ pháp đăng, thủy tổ pháp đăng có thể thủy tổ pháp đăng có mặt trước máy không? Nếu thủy tổ pháp đăng nghe được, xin thủy tổ nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 1. Dạ, thủy tổ pháp đăng, chúng ta nói về 10 thánh cư, hiểu chính xác 10 thánh cư là thế nào, và đó là cái những cái pháp, những cái tánh hạnh của bậc thánh hay là phàm phu của chúng ta cũng có thể noi theo đó mà thực hành được. Và khi chúng ta là phàm nhân, chúng ta học về 10 thánh cư thì chúng ta nên học với một cái thái độ như thế nào? Kính thỉnh thì tôi học được. Dạ, Nam Mô Buddhasa, dạ. Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sakaya. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chúng ta Tề Siêu, chúng ta Giác Đạt, chúng ta Phật Đăng, chúng ta cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thân nữ. Ở đây thì theo con nghĩ là cái gọi là thánh cư á, có thể nó là những cái hạnh, cái tánh của những cái người, của những bậc thánh. Đây những bậc thánh mà có những cái thánh hạnh như vậy đó, bởi vì bậc thánh thì tùy theo bậc thánh, nếu là bậc thánh của hữu học, bậc thánh hữu học thì đoạn trừ một số phiền não, còn bậc thánh vô học thì hoàn toàn đoạn trừ hết các cái phiền não rồi. Cho nên mà các cái bậc thánh khi mà đã là bậc thánh, trở thành một vị mà thánh đạo thánh quả đó, thì phải nói là cái vị đó đã đoạn một số phiền não. Có những cái đức tính như là không tham, không sân, không si, hoặc là trong 10 cái kiết sử mà đối với bậc thánh vô lậu hoàn toàn đã đoạn tận đó. Thì hiểu ở đây đó, theo tôi nghĩ rằng giới có những cái đối với các bậc thánh đó, thì các ngài đã đoạn tận những cái phiền não, đã đoạn tận những phiền não.
Cho nên là sống ở đâu cũng vậy, thì các bậc thánh này đó cũng luôn luôn là một cái tấm gương. Mình nghĩ rằng đó là tấm gương trong sáng để cho những cái người phàm phu, những cái người mà nói chúng sanh để nương tựa để học hỏi theo. Cho nên là trong kinh Pháp Cú có nói là một quý vị mà bậc thánh sống ở nơi nào thì cái nơi đó dân cư, cái người ở nơi đó, chúng sanh ở nơi đó có đều được cái sự an vui, bởi vì có cái sự có mặt được các cái bậc thánh đó. Nhưng mà ở đây đó thì theo con nghĩ đó thì nếu như một người phàm phu, những người phàm phu hay là những người đang tu học thì con nghĩ rằng mình có thể làm học và làm theo, bởi vì với cái ý nghĩ chung á, tức là một người tu tập là để mong sao đoạn trừ phiền não, để sớm được giải thoát. Và mình học theo những cái gương của bậc thánh, có nghĩa là mình cố gắng để mà mình thực hành theo những cái thánh hạnh đó, và các cái vị đó đã đoạn trừ phiền não thì ta đây đó, mình ở đây đó cũng cố gắng để đoạn trừ phiền não. Mặc dù phiền não chưa đoạn tận, nhưng mà nếu như mà mình tập cho mình cái tâm của mình nó bớt tham, tập cho cái tâm của mình nó bớt sân, hay là tập cho cái tâm của mình không có cái tà kiến, thì con nghĩ là đó là những cái điều mà những người phàm phu có thể cố gắng để làm theo được. Bởi vì đó là cái thánh hạnh. Cho nên là mình nghĩ rằng một cái người đó là cái người mà có một cái nếp sống mà chúng ta bắt chước những cái bậc thánh đó. Giống như là một cái người mà nói là một cái người mà có giới, bậc thánh thì hoàn toàn là những cái vị mà có giới tốt đẹp. Cho nên cái ngày nào mình sống có giới á, giống như mình tu bát quan trai giới vậy đó, một tháng có mấy ngày vậy đó, một tháng có mấy ngày, thì cái ngày nào mà mình thực hành bát quan trai giới đó, có nghĩa là mình cố gắng thực hành theo để giống như bậc thánh như vậy. Bậc thánh này có chánh hạnh, vì vậy vậy cho nên là mình bắt chước theo các cái bậc thánh đó. Cho nên là nếu mà mình nhìn qua đó, những thánh cư ở đây có nghĩ rằng là cái tâm của bậc thánh an trú, hay là những cái gì mà bậc trâu đã thành tựu, bậc thánh đã thành tựu, từ bậc thánh Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán, thì bậc thánh nào đó, tâm thánh đạo nào sanh khởi lên đó, thì có nghĩa là đã an trú ở chỗ đó, an trú ở chỗ đó, đoạn tận phiền não ở chỗ đó. Cho nên là nếu như bậc thánh mình nói là bậc thánh Tu Đà Quần ấy, thì bậc thánh đoạn trừ được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Cho nên là đối với bậc thánh này hoàn toàn là ba cái phiền não này không có. Mà cái người tu á, thì có nghĩa là cái người mà bậc mình học và hành theo, học và làm theo cái hạnh của bậc thánh. Như mình thấy gương lành của bậc thánh vậy nè, thì mình học theo những hạnh đó. Và đối với cái bậc thánh á, thì luôn luôn có những cái sự an trú của một bậc thánh. Như là giới được trong sạch, rồi tốt đẹp, rồi tâm được thư thái, đoạn trừ những cái phiền não như vậy, thì mình một cái người phàm phu cũng có thể bắt chước theo mà làm. Mà ngày nào mình sống mà mình làm theo được những cái gì mà bậc thánh làm đó, mặc dù là chúng ta chưa đoạn từ phiền não, nhưng mà có rằng những cái gì mà bậc thánh làm, cái tâm của mình nó bớt sân, cái tâm của mình nó bớt đi xa tham, hay là thật sự là cái ngày nào mà trong nội tâm của mình không khởi lên những cái phiền não lên,
thì nghĩ rằng ngay ngày đó mình sống thanh tịnh, mình sống thanh tịnh thì mình cũng ít nhiều bắt chước được cái gương lành của bậc thánh, noi theo cái gương lành của bậc thánh, và mình có thể an lập mình vào trong cái đời sống, có thể lần lượt từ từ đó thì trở thành một bậc thánh. Nhưng mà đối với một người phàm phu thì rõ ràng là mình đang học theo và đang làm theo, đang làm theo. Mà ngày nào mình làm theo được như vậy thì có nghĩa là mình cũng được an trú ở trong cái thánh hạnh đó, cái điều mà nơi mà đối với cái sở chứng hoặc là sự thành tựu của một bậc thánh. Con xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Giờ con kính thỉnh thượng tọa trả lại. Sao thú, kính chân thưa tòa pháp thân, thưa tòa tự quyền, thưa tòa có nghe được không? Nếu thưa tòa tự quyền đang có bạn ở trước máy, kính thỉnh thưa tòa tự quyền trả lời câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thưa tòa tự quyền, thưa tòa có mặt ở trước máy không? Dạ. Thưa tòa tự quyền, với một số người họ đọc Vĩnh Cư đó, họ cảm thấy rằng cái lối sống của bậc thánh như vậy tương đối là gò bó, và có nhiều người họ nghĩ đến việc gọi là tự đại trong đời sống, thì tôi tuyên quyền có nghĩ rằng một cái vị như một vị hoàn toàn giải thoát có cần phải phải thu thúc sáu căn không? Xin thỉnh thì tôi tuyên quyền. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, những gì thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng. Là cái lễ đến trường tòa Đức Đăng, trường tòa Pháp Đăng, trường tòa Pháp Tăng, trường tòa Đức Đăng, 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 trường tòa Phật tử. Dạ, kính bậc quý ngài, kính quý vị, có thể nói rằng là nếu chúng tôi đến bậc thánh hoàn toàn giải thoát, tự đại thì không cần thu thúc lục căn, có phải không? Thì ở đây khi chúng ta nói thu thúc lục căn để cho ba cái cửa thân khẩu và ý của chúng ta nó không có lắm nhờ thì nó không có bất cảnh trần mà sanh bất hoàn toàn giải thoát, thì các ngài không còn cái phiền não, không còn cái tham ái, thì phải nói rằng là tâm của các ngài nó rất là đặc biệt. Mà tốt đẹp thì cái phong thu thúc những một cái chất lại một cái sự khép mình hay là một cái sự ép mình vào một cái nơi chốn gì cả. Mà tự tại ở đây muốn nói rằng là đối với các bậc thánh, bởi vì tham các ngài không có khởi sanh, sân các ngài không có khởi sanh, và si các ngài không có mặt ở trong tâm của các ngài, nói chung là phiền não không có mặt ở trong tâm của vị thánh đệ tử, cái của vị thánh coi như vô lậu, thì ở đó thì không có cái gì mà các ngài cần phải là coi như là thu thúc về nhãn nhĩ thị thiệt thân và ý căn, để cho không có nhìn tướng chung tướng riêng, không có chấp chung tướng chung tướng riêng, chấp nội ngoại phần vân vân. Thì chúng ta nếu chúng ta nói đã đến đó, ngay cả các bậc thánh hữu học các ngài còn nhẹ nhàng nữa, chứ đừng nói chi là bậc vô học, thì nó lại càng là đặc biệt rồi. Cái điều đó là tuyệt đối rồi. Cũng như một con người đã thành thạo, đã chuyên môn, đã lão luyện rồi, thì không có những cái bài thực tập như thế nào, thì cái sự lão luyện, cái sự từng thực đó đối với các bậc thánh về sáu căn này nó đặc biệt. Những con người bình thường
mình phải thu thúc về mắt với lấy cảnh sắc, bởi vì mắt này không nhìn để phân biệt tướng chung tướng riêng, khởi lên tham ái, khởi lên cái sự khó chịu phẫn nộ. Thì cái điều đó đó, thì đối với con người của chúng ta kìa, người phàm phu kìa, phàm phu để chúng ta tiến tu. Chứ còn đối với bậc thánh thì tuyệt đối không có chuyện đó. Các ngài nhìn bằng một cái nhìn bình thường mà không có một cái không có một phân kỳ phân ly gì cả. Mà như thế thì có thể nói rằng là các ngài mới tự tại. Đó chính là một trạng thái thông dong và tự tại trên các tự tại, thông dong trên các cái thông dong về sở tướng sở hành của mình. Bởi vì các ngài không còn bị cái hệ lụy, không còn bị cái hệ lụy hay một trật tự của tâm pháp gì nữa. Mà tâm của các ngài nó là tâm kriya chitta, tức là cái vô ký tâm hay là cái duy tác tâm hay là tâm tố duy tác đó. Thì tâm này đó, cái tâm không thiện, không bất thiện, khi thấy, khi nghe, khi đụng, khi ngửi, khi đụng, khi chạm gì, tất cả đối với các ngài nó là một trạng thái không có một cái, chúng ta gọi tức là không có cái cảm thái mà vừa lòng hay là không vừa lòng, thích thú hay là không thích thú. Đối với các ngài nó không còn cái cảm giác phân biệt như vậy nữa. Mà dĩ nhiên thành thật mà nói thì thí dụ một cái vật nó mặn quá thì vẫn biết đây là vật mặn, ngọt đây biết là ngọt, chua cay, chúng ta đang nói vị giác thì các ngài vẫn biết. Cái biết đó đó bằng một cái biết của, mà nó không khởi sanh lên cái thiện ác, cái bực bội, cái vừa lòng hay không vừa lòng ở trong lòng các ngài, mà nó chỉ là bình thường. Cũng vậy là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đối với các ngài nó là như thế. Thì cái thứ mình như thế thì nó rất là tự tại và nó rất là tốt đẹp. Thế đây cho nên cái điều mà xem như chúng ta nhìn, bởi vì vậy khi chúng ta nhìn bậc thánh một cách tuyệt đối, các ngài, cái nhìn của các ngài, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái thấy của các ngài là một cái nhìn mà phải nói rằng đặc biệt, cấp độ cao cấp hơn là cái nhìn thu thúc. Mình thu thúc nghe bởi vì nhãn căn này xuất hiện là bắt gặp nhãn trần, như là cảnh sắc nó sẽ xuất hiện cái như thế này thế kia, mình lo mình sợ, giữ gìn tâm, giữ gìn cái nhãn căn của mình, giữ gìn cái nhãn thức, không cho cái nhãn thức để khởi sanh lên nhĩ thức, thì tức thì thân thức và ý thức khởi sanh lên cái vừa lòng, không cái vừa lòng, không có cái điều đó. Mà chính vì không có điều đó cho nên phải nói rằng là cái sự an lạc và cái sự tốt đẹp hoàn toàn ở trong tâm của các ngài mà chúng ta không thể nào có sự có cái trạng thái được như các ngài được, bởi vì tâm các ngài đã hoàn toàn vượt khỏi một cái trói buộc của phiền não, vượt mọi cái sự ngăn ngại, mọi cái sự đổi thay, dù nào cảnh tốt hay cảnh xấu hay cảnh rất xấu nó khởi sanh đến, tâm của các ngài cũng sẽ được tốt đẹp và nhưng và nó vững chắc, nó kiên cố như là cột cừ mà đóng cứng dưới đất, không thì nó lai chuyển được. Cũng như thế tâm của ngài có một cách tốt đẹp và một cách tuyệt đối, cho nên là chúng ta nên nghĩ rằng là chắc các ngài cũng sẽ có cái sự thu thúc về có sự tu tập này là hoàn toàn không có. Nhưng điều bởi vì chính gì là cái phong thái, cái tâm của ngài nó thể hiện rất là nhẹ nhàng, nó rất là chuẩn mực trong cái tâm thái không bị cột trói, cho nên nó được thể hiện như vậy. Và cái bản thân thọ thì chính là con ý của con như vậy. Nếu có gì cần bổ túc cái kinh thần thọ của cái ngài, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu kính trình Chư Phật tuyệt vời. Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Phật Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Phật Tính nghe được xin trình Đại Đức Phật Tính qua kỹ ra. Đại Đức Phật Tính, ở trong bài học hôm nay chúng ta có một cái câu nói về chấp trì giáo điều. Mình, thí dụ mình giữ giới, cũng thể giữ giới mà mình giữ thế nào mà nó là nó mang tới cái chấp trì như giáo điều, mà giữ giới thế nào là tu học giới định tuệ. Xin thỉnh Đại Đức Phật Tính chia sẻ vài suy nghĩ về điều này. Kính thỉnh Đại Đức Phật Tính. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tăng, Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Thảo luận số 3 hỏi rằng giữ giới thế nào là chấp trì giáo điều, còn giữ giới thế nào là tu tập học. Ở đây thì đối với cái sự mà giữ giới mà nó thuộc về chấp trì những cái giáo điều thì cái căn bản đầu tiên là do chúng ta không có biết được cái lợi ích của giới, mà chúng ta chỉ nghe hành trì theo một cái tín ngưỡng, một cái điều gì đó mà chúng ta không có biết cái lợi ích. Thành ra nó vừa gọi là chấp trì, nó vừa rơi vào cái giới cấm thủ đó. Còn nếu mà chúng ta giữ giới đó mà tu theo tam học, có nghĩa là chúng ta có cái sự hiểu biết, chúng ta có hiểu biết về những cái hành vi nào không làm mà hành vi nào phải làm đó, thì như vậy á, thì gọi là mình có cái mà hiểu biết chân chánh, và mình không có chấp trì vào những cái điều nào mà mình không biết. Vậy thì thí dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng có những cái điều kêu chúng ta kiêng kỵ. Thí dụ như bây giờ mình thấy rằng ở trong cái nước Việt Nam mình có những cái phong tục đó là đầu năm mùng 1 mình đừng có đi lợn nhà ai hết, lỡ người ta xui rồi người ta đổ thừa mình, thì cái điều đó mình không có nên hành trì theo. Hoặc là ở trong kinh điển mình thấy rằng có những cái đạo mà người ta ăn rồi người ta không có chịu rửa tay, mà người ta chỉ có liếm tay cho sạch. Cái lúc mà nhiều lúc chúng tôi đọc ở trong kinh điển thì thấy những cái điều đó nó cũng là lạ, cái điều nó cũng rất là kỳ. Thì bây giờ mình ăn xong rồi thì cái tay mình dơ thì mình đi rửa thôi, chứ chuyện đó là chuyện bình thường, chứ có thể nào là gọi là mình phải liếm tay cho sạch. Thành ra những cái điều đó là mình mà gìn giữ thì giống như là mình chấp kỳ vào những cái điều đó. Hoặc là thí dụ như là có những cái điều mà ở trong những cái ngoài Phật giáo là người ta đi khất thực, thí dụ như là cái người mà người ta bố thí đó, mà người ta đứng ở gần kế bên người ta có con nít hoặc là có con chó đi, thì cái người mà người ta nhận cái vật thực đó, thì người ta không chịu nhận, người ta nghĩ rằng là mình nhận như vậy là sẽ thiếu đi cái phần ăn của cái người kế bên. Thì cái điều đó mình không có cần quan tâm, mình không có cần nhịn dưỡng, mình chỉ nhớ rằng là cái vật thực mà người ta cúng dường cho mình nó hợp pháp hay là không hợp pháp. Nó hãy thí dụ hợp pháp thì mình nhận, mà không hợp pháp thì mình không nhận thôi đó.
hoặc là nói về những cái nghi thức đi, những cái nghi thức thì quý vị thấy rằng có những người người ta muốn cầu an cho họ mà họ giết những con vật để mà tế thần, để mà cũng như là lấy lại cái sự bình an cho mình, thì những điều đó là phải nói không phải là chấp trì nữa, mà nó thuộc về những cái tà kiến. Còn đối với mà mình tu, mình giữ giới đó, mà mình tu theo tam học đó, là chúng ta có cái sự hiểu biết chân chánh. Thí dụ như bây giờ đó, mình sát sanh thì tâm của mình nó sẽ khởi lên cái sự mà hối hận, hoặc là nó tâm của mình nó bị khởi lên những cái điều mà mình nó làm cho tâm của mình không có yên tĩnh được, thì mình hiểu được những cái điều đó đó, mình không có thực hiện những cái hành vi đó để cho tâm của mình được an tịnh. Cũng như bây giờ, thí dụ như bây giờ quý vị mà ngồi mà quý vị hành thiền, thì quý vị chỉ cần mình kiểm lại ở trong tâm của mình, từ ngày mình biết đạo, từ ngày mình biết cái sự tu tập, mình không có sát sanh, tôi không có sát sanh, tôi cũng không có trộm cắp, tôi cũng không có tà dâm, tôi cũng không có nói dối, tôi cũng không có uống rượu, những cái nhân này nó làm cho tâm của mình dễ khởi lên những cái triền cái, thì mình quán xét lại ở trong của mình không có vi phạm những cái điều đó rồi, thì tự nhiên là lúc đó tâm của mình nó được an tịnh. Thì một người mà hiểu được những cái điều này á, gọi tu học, chúng ta tu tập có cái sự mà chân chánh. Cũng như ở trong kinh nói về một cái vị tỳ kheo đó, khi mà bị cái chúng sanh ngã quỷ mà nó bày ra cái kế để mà nó làm cho cái vị này cũng như là có cái sự mà hối hận ở tâm, để mà không ở trong trú xứ đó tu tập đó, thì khi đó cái vị đó kiểm lại ở trong tâm của mình là mình không có vi phạm cái điều gì hết, thành ra mình không có cái gì mà mình phải sợ. Những cái trường hợp đó được kể lại ở trong kinh Pháp Cú, thì do có một cái vị tỳ khu đó tu tập có giới hạnh trang nghiêm, thành ra những cái chúng sanh ngã quỷ không có ngồi ở trên cây, có nghĩa là ngồi ở trú ở những cái chỗ nào mà cao hơn cái vị tỳ khu đang ngồi tu tập. Thành ra đó, cái chúng sanh ngã quỷ đó mới dặn, mới bẻ cổ một cái người con của một cái thí chủ thường ưa hộ độ cái vị tỳ khu đó. Rồi sau đó đó, chúng sanh ngã quỷ đó mới chỉ cho cái bà mẹ đó, là cái người gia chủ đó, hãy đi đến mà xin cái nước rửa tay của cái vị đại đức đó để mà về cho đứa trẻ nó uống, thì nó sẽ hết bị cái thương tích đó. Thì cái người gia chủ làm theo cái chúng sanh ngã quỷ đó xong rồi á, thì sau khi thực hiện xong rồi, chúng sanh ngã quỷ đó đi đến nói với cái vị đại đức đó là nuôi sống, nuôi mạng bằng một cách tà mạng. Thì cái vị đó mới nói là tại sao mà nói ta như vậy. Thì chúng sanh ngã quỷ đó đã nói lên cái điều mà về cái nước rửa tay. Thì cái vị tỳ khu đó ngồi lại ở gốc cây để mà quán xét, từ ngày mà đã xuất gia tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật, ta không có làm cái gì mà nuôi mạng không có chân chánh hết. Cái vị đó chỉ quán lại giới của mình y như rằng là từ ngày mình xuất gia tới nay mình không có nuôi mạng một cách bất chánh. Thành ra cái vị này đã thấy hoan hỷ, và khi mà hoan hỷ thì cái lạc ở trong tâm và bi tí nó phát sanh lên, vị này phát triển được thiền định thiền quán, chứng đắc được đạo quả. Thì trong cái trường hợp này là quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta hiểu được những cái điều mà chúng ta giữ gìn, nó đem lại cái sự an vui ở trong tâm của mình, thì là coi như là mình tu học theo tam học, mình giữ giới theo tam học. Còn những cái điều gì đó mà mình chấp trì vào để mà thứ nhất là mình không hiểu được, thứ hai là nó rơi vào những cái sự sai lệch, những cái sự sai lệch thì coi như là những cái trường hợp đó thì nó rơi vào
những cái giáo điều hoặc là những cái giới mà mình chấp trì, mình chấp trì theo một cái đấng nào đó mà nó không có đem đến cái sự thanh tịnh, thì cái đó là coi như là mình bị chấp trì hoặc là chấp thủ. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu hỏi số 3 mà thượng tọa đã nêu ra. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Sa thủ kinh trình để cho Phật tử để Đức Huy Thông, để Huy Thông có nghe được không? Nếu để Đức Huy Thông đang ở trước máy, xin để Đức Huy Thông trả lời cho câu thảo luận số 5. Ở trong bài học hôm nay chúng ta có câu gọi là hộ trì niệm, có pháp hộ trì niệm. Như vậy là hộ trì chánh niệm với sự tu tập chánh niệm khác biệt như thế nào? Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Sư Nguyên Thông, con xin tuân lĩnh Sư Phụ thảo luận câu hỏi số 4. Hỏi rằng tu tập chánh niệm và hộ trì chánh niệm khác biệt như thế nào? Kính thưa Sư Phụ, là tu tập chánh niệm thì theo sự hiểu biết của con thì con nghĩ là mình đã luôn luôn phải làm thế nào để mà sống trong cái giây phút hiện tại. Muốn sống trong giây phút hiện tại là mình phải là tập tu thiền định, là chú tâm vào một cái đề mục nào đó trong một cái thời gian rất là lâu hành, lâu ngày. Thì khi mà tu tập thiền định thời gian lâu ngày đó, thì mình đã quen sống với chú tâm mình ở trên cái tâm, sống trong cái chú tâm mình trên cái tâm. Và tu tập chánh niệm là mình lúc nào mình cũng phải nhớ đến những lời mà Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới, niệm Thí. Thì khi mà mình luyện tập như vậy đó thì nó trở thành thói quen, là lúc nào mình cũng luôn luôn nhớ đến Phật Pháp Tăng. Thì con nghĩ đó lại là tu tập chánh niệm. Còn hộ trì chánh niệm á, là có nghĩa là theo con nghĩ á, là khi mà mình mà sống trong thế gian đó, thì cái lục căn mình giao với trần cảnh bên ngoài thì có cái thức biết, là cái thức biết là khi mà căn với trần thì gặp cái cảnh đó, thì cho chúng ta cái sự thấy biết của sắc thinh hương vị xúc. Thì trong khi sắc thinh hương vị xúc đó thì nó có cho chúng ta cái cảm giác cảm thọ. Thì cái cảm giác cảm thọ thì đối với tất cả mọi người thì có thể xảy ra cái sự mà luyến ái hoặc là sân si. Luyến ái là khi nào mình cảm thấy khả ý, khả lạc, khả hỷ của cái cảnh đó, nghĩa là cái cảm thọ của mình. Còn khi nào mình cảm thấy là không bằng lòng thì cái bình thường thì mình có lên cái sự sân hận, sân si, nóng giận. Thì là mình thấy rằng nếu mà mình có là sân hận sân si đó thì mình phải điều phục như thế nào đó để mình không có đi theo cái tâm mà tham ái hay là sân khởi, mình sân si. Thì cái đó là con nghĩ rằng là mình hộ trì cái chánh niệm, tức là luôn luôn giữ cái chánh niệm, không để cho những cái ngoại cảnh nó làm cái tâm mình được quen ố bởi vì cái những cái điều và làm cho mình có thể bị ô nhiễm. Thì khi mà làm được cái điều đó đó thì con nghĩ là đó là hộ trì chánh niệm. Còn tu tập chánh niệm đó là cái người hành giả đó, con nghĩ là luôn luôn tu tập chánh niệm, bởi vì nếu mà không tu tập chánh niệm đó thì mình có thể bị thất niệm. Và khi mà bị thất niệm đó, thì mình tâm mình bị nhiễm ô mà mình không tự biết. Đó, vì vậy cho nên khi mình mà tu tập chánh niệm, tức là cái tâm của mình ở trong, mình trụ trong cái tâm. Và cho nên khi mình biết mình là có một cái nhiễm ô nào đó thì mình dùng cái tứ chánh cần, thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Tức là thận cần, tức là giữ cho cái ác bất thiện pháp không cho xâm nhập vào tâm, không có theo ác hành ác bất thiện pháp.
Mà nếu lỡ làm thầm ác bất thiện pháp thì phải trừ đi, rồi chưa có thiện pháp thì phải tu hành, rồi tu được thiện pháp rồi sẽ làm bảo vệ, là luôn luôn bảo trì cái thiện pháp nó có trung tâm, tức là thận trừ tu bảo, là cái thứ chánh cần đó để mình tu tập cái chánh niệm và tu tập cái thiện pháp. Vì vậy cho nên cô thấy rằng cái tu tập chánh niệm là cái việc làm hàng ngày của tất cả Phật tử và tỳ kheo, những người tu hành. Còn hộ trì chánh niệm là khi nào mình trong có chủ nào mình bị phóng dật, rồi mình tâm mình bị nhiễm nhúm được bị cái những cái phiền não kiết sử đó, thì mình ý thức được và mình trừ đi những cái sự phiền não kiết sử đó thì gọi là hộ trì chánh niệm. Kính thưa sư phụ, đó là cái sự suy nghĩ của con, nhưng mà có lẽ là không được hoàn toàn đúng, xin sư phụ từ bi chỉ dạy thêm để con học hỏi. Và chân thành tri ân chi vị đã lắng nghe, con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sau thú kiến trình đại đức nhân thục, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, trong cái văn hóa cũng như là tôn giáo của loài người, chúng ta có rất nhiều những cái mô tả về đời sống các bậc. Thí dụ như bên Thiên Chúa giáo La Mã thì họ có cái cách phong thánh, họ lựa chọn một người nào đó mà họ xác nhận niềm tin của người đó là một niềm tin ở Chúa một cách rất là kiên định, và từ cái niềm tin đó tạo nên những cái phép lạ, gọi là phép lạ. Nhưng mà riêng đối với Phật giáo đó, thì hình ảnh của bậc thánh là hình ảnh của những bậc đoạn kiết sử hoàn toàn giải thoát. Và hơn thế nữa thì chúng ta thấy đời sống của bậc thánh được đề cập đến trong 10 thánh cư này là cái gì rất là tế nhị. Thật sự mà nói, mình hiểu bậc thánh thì không hiểu hết đâu. Chúng ta rất là khó hiểu nếu chúng ta là phàm nhân. Nhưng mà rõ ràng là đây là những cái cánh cửa mà xuyên qua đó chúng ta có thể nhìn thấy phần nào đời sống của các bậc thánh. Các ngài không những là một cái vị sống không có tạo ác nghiệp, mà các vị còn sống không có phiền não, còn sống có chánh niệm, còn sống có lợi lạc. Lợi lạc là với cái việc mà sung mãn văn nghĩa cụ túc, sống là bản lành cho người khác, sống là nơi nương tựa cho người khác, và một vị thành tựu được tâm giải thoát và tự giải thoát. Chỉ với 10 thánh cư này thì chúng ta nói tới một cái cảnh giới rất là bao la, rất là rộng. Và những điều này không phải là do sự ban phát của Đức Phật hay là phong tặng của Đức Phật cho các vị thánh, mà những điều này là do cái sở đắc sở chứng. Bởi vì Đức Phật nói rằng cái đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư, Đức Phật chỉ con đường. Và khi mà mình tìm đến, mình đi nói theo con đường đó, mình tìm đến một cái đích điểm nào đó thì tự thân mình giác ngộ giải thoát. Và sự giải thoát giác ngộ đó đã thể hiện qua đời sống của các ngài. Rất là thú vị là ngay cả trong cộng đồng Phật tử cũng thường có những cái tiêu chuẩn để nói vì này là thánh, vì kia là thánh. Thí dụ như chúng tôi sống ở Thái Lan thì thứ gì người Thái đó họ hay tin, những vị thiền sư nào mà biết được tâm của người khác, đọc được tâm người khác là vị A-la-hán. Điều đó nó là một cái gì tương đối rất là ngây ngô, là tại vì khi mà đọc được tâm người khác, người ta có nhiều cách đọc, hoặc là họ đọc do cái sự bén nhạy trong sự phỏng đoán, hoặc giả là một người phàm phu chứng tha tâm thông cũng có thể đọc tâm người khác. Cái niềm tin đó nó không dựa trên cơ sở Phật pháp. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại trong 10 cái thánh cư này thì qua đó chúng ta thấy rằng đời sống bậc thánh tương đối là rất là khác biệt so với những gì mà chúng ta nghĩ ở trong đời sống này. Và những điều này nó cũng là cái tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn nghĩa là bậc thánh sống trong đó, trú trong đó,
Chúng tôi nhớ là có một bài kinh Đức Phật ngày dạy cho bà Visakha đó, ngày dạy rằng, ngày dạy về Bát Quan Trai Giới. Thì trong Bát Quan Trai Giới thì ngài có đề cập rằng cả tám cái Bát Quan Trai Giới đó đều là một cái, một phần của cái lối sống của vị A La Hán. Như cho đến trọn đời, một vị A La Hán không bao giờ sát sanh, cho đến mạng chung thì vị A La Hán không bao giờ lấy của, không cho, không giờ một vị A La Hán cho đến mạng chung không bao giờ ăn phi thời, cho đến lúc mà mạng chung thì vị A La Hán không bao giờ ca vũ ngày nhạc kịch, múa hát ca dụng, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, vân vân. Thì những điều đó đó không phải là khi mình đọc mình hiểu là vị A La Hán giữ Bát Quan Trai Giới, mà chúng ta hiểu rằng Bát Quan Trai Giới là một cái tự nhiên, một cái giới tự nhiên của vị A La Hán, và một người sống giữ Bát Quan Trai Giới như là một vị đang tập sống, dạ, tập sống noi gương theo các vị A La Hán. Và điều đó nó có ý nghĩa lớn với trong trong đời sống của chúng ta. Những thánh cư này, dĩ nhiên đối với bậc thánh ấy, thì là các vị tu chứng đắc thể nhập và sống với những pháp này. Nhưng mà chúng ta là phạm nhân thì chúng ta cũng có thể noi theo đó, và đây là một cái ý nghĩa rất là thú vị, rất là lợi lạc cho đời sống của chúng ta. Và thưa quý vị, 10 thánh cư này cũng là một trong những cái điểm rất là tế nhị để minh họa một hình ảnh về Phật giáo Đại thừa đó. Thì thường đưa ra một số những cái cách đặc dị của các vị A La Hán. Ví dụ như là chúng ta nghe nói về Ngũ Bách La Hán, tức là 500 vị La Hán. Ở chùa nào bên Trung Quốc mà giàu có cái La Hán đường thì có tượng 500 vị A La Hán. Và những từ vị A La Hán này là những vị đắc đạo, nhưng mà một cách đặc dị, tức là có cái hạnh hạnh nào đó. Thành ra 500 vị thì có 500 cái đặc hạnh khác nhau. Hay là chúng ta nghe cái chuyện Tế Liên Hòa Thượng chẳng hạn. Thì cái cách mô tả của Phật giáo Đại thừa về các vị A La Hán đệ tử Phật tương đối là những vị rất là đặc dị. Nhưng mà trong cái văn hóa của Phật giáo Nam truyền này, thì những vị A La Hán là những vị sống thuận pháp. Thuận pháp ở đây, pháp đây là pháp của Đức Phật dạy. Và do vì khi mà chúng ta đọc về những đề thứ thì chúng ta có thể tìm thấy nhiều cái gợi ý rất là quan trọng. Ngày mai này thì chúng ta sẽ học bài học về một bài học pháp 10 chi. Và đây là bài học cuối cùng của cái phẩm 10 pháp, và cũng hoàn tất bài kinh phúng tục. Và sau bài kinh phúng tục này thì chúng ta sẽ bước qua bài kinh thập thượng, là một giáo trình khác. Thì giáo trình kinh thập thượng mất khoảng 100 ngày và 100 bài học. Thì chúng tôi nghĩ rằng có lẽ trước sau thì trọn cả trường bộ kinh thì chúng ta mất khoảng chừng gần một năm học. Năm rồi thì hơn một năm học chứ. Năm rồi lúc mà chúng ta giảng trường bộ khởi giảng trường bộ kinh thì lúc đó là đi trại hè. Chúng tôi trại hè Florida với trường Đức Liên Thông. Năm nay thì sắp tới trại hè, sắp gần hết trường bộ kinh, còn khoảng 3 tháng mấy nữa. Bây giờ thì chúng tôi sẽ được kết thúc sinh hoạt hôm nay của trường Phật Pháp Bồ Đề Đà Ma. Kính thưa chư vị giảng sư đã vào vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Già. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tâm đông, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chư nhiệm ốp sư ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Quang Nghiệp, Xích Đông và quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.